Phật Pháp để mong đạt được tâm bình an. Nhưng sự bình an chân thật là gì? Sự bình an chân thật, Đức Phật nói, không ở đâu xa xôi, nó ở ngay bên trong chúng ta, chỉ là chúng ta không nhận ra nó mà thôi. Ai cũng mong tìm được sự bình an, nhưng chỉ thấy toàn là sự kích động và hỗn loạn. Họ không tin vào chính mình và chưa thỏa mãn với sự tu hành của mình. Nó tương tự như khi chúng ta rời khỏi nhà, đi hết nơi này đến nơi kia. Nhưng chừng nào chúng ta chưa về lại nhà, chúng ta sẽ không thấy thỏa mãn. Chúng ta vẫn còn công việc để làm. Đó là bởi vì hành trình của chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta chưa đạt đến mục tiêu của mình. Ai cũng muốn được bình an. Khi tôi còn trẻ, tôi tìm kiếm nó khắp nơi, nhưng đến đâu tôi cũng không thỏa mãn. Tôi lang thang trong rừng, viếng thăm nhiều vị thầy, đi nghe nhiều buổi thuyết pháp, nhưng ở đâu tôi cũng không thấy thỏa mãn. Tại sao vậy? Chúng ta tìm kiếm sự bình an ở những nơi có rất ít cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, tin rằng sống yên tĩnh như thế sẽ dẫn tới sự mãn túc. Nhưng sự thật thì, nếu chúng ta sống quá yên lặng ở những nơi mà không có gì xảy ra cả, trí huệ làm sao có thể phát sinh? Chúng ta có cảm nhận được một điều gì không? Thử nghĩ đi, điều gì sẽ xảy ra nếu mắt không nhìn thấy cảnh sắc, mũi không ngửi được gì, lưỡi không nếm được vị nào, thân thể không có cảm xúc? Sống như thế là sống như một người đuôi và điếc, một người mà mũi và lưỡi đã sức mất và thân thể hoàn toàn tê liệt, còn có gì ở đó nữa không? Vậy mà nhiều người nghĩ rằng nếu họ đi đến một nơi không có gì xảy ra, họ sẽ tìm được sự bình an. Khi mới xuất gia, tôi ngồi thiền và cảm thấy nhiều tiếng động quấy nhiễu mình. Tôi nghĩ, làm sao để cho tâm được bình an đây? Thế là tôi lấy sáp ong nhét vào hai lỗ tai để tôi không thể nghe gì nữa. Tôi nghĩ rằng như thế là bình an rồi. Nhưng không, tất cả những tư tưởng và sự hỗn mang không đến từ lỗ tai. Chúng đến từ trong tâm của tôi. Đó mới là nơi để tìm kiếm sự bình an. Cho nên, dầu là ở đâu, bạn cũng không muốn làm điều gì cả, bởi vì bạn cho rằng những việc đó chỉ quấy nhiễu sự tu hành của bạn. Bạn không muốn quét sân hay làm những việc như vậy, bạn chỉ muốn ngồi yên và tìm sự bình an theo kiểu đó. Vị thầy yêu cầu bạn giúp đỡ trong công việc hàng ngày, nhưng bạn chỉ làm cho chiếu lệ, bởi vì bạn cho rằng đó là những chuyện bên ngoài. Một trong các đệ tử của tôi rất muốn buông bỏ và tìm sự bình an. Tôi từng giảng dạy về sự buông bỏ, nên anh ta nghĩ rằng bằng cách buông bỏ tất cả, anh sẽ được bình an. Ngay ngày đầu tiên đến đây, anh từ chối làm bất cứ công việc gì. Ngay cả khi gió thổi bay mất nửa cái mái chòi của mình, anh cũng không làm gì cả. Anh nói rằng đó chỉ là chuyện bên ngoài. Thế là anh không bận tâm sửa chữa nó. Khi nắng chiếu, anh dời qua. Khi mưa rơi, anh dời lại. Công việc duy nhất của anh là tìm kiếm sự bình an. Những việc khác không đáng để bận tâm. Một hôm tôi đi ngang qua chòi của anh, nhìn thấy mái nhà sụp đổ. Ủa, chòi của ai vậy? Tôi hỏi. Khi biết đó là chòi của anh ta, tôi mới nói chuyện với anh, giải thích nhiều việc. Chẳng hạn như bổn phận của tăng sĩ đối với chỗ trú ẩn của mình. Chúng ta phải có một nơi trú ẩn và chúng ta phải chăm sóc cho nó. Buông bỏ không phải giống như vậy. Nó không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm của mình. Đó là hành vi của một người ngu. Khi trời mưa, anh dời qua phía bên này cái chòi. Rồi khi trời nắng chói chang, anh dời trở lại phía bên kia. Tại sao vậy? Tại sao anh không quan tâm gì cả thế? Tôi giảng giải cho anh ta một hồi lâu. Khi tôi nói xong, anh ta nói: Ồ, tôi thật không hiểu. Lúc thì ngài dạy tôi buông bỏ, lúc thì ngài bảo tôi bám víu. Tôi không biết phải làm gì đây. Ngay cả khi mái nhà sụp đổ và tôi đã buông bỏ đến mức độ này,
Ngài vẫn cho rằng làm như thế là không đúng. Tôi thật không biết phải làm gì mới là đúng. Có những người như vậy đó, họ ngu đến như thế. Các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm đều là những thứ có thể giúp bạn phát sinh trí huệ nếu chúng ta hiểu biết bản chất của chúng. Nếu chúng ta không thật sự hiểu biết chúng, chúng ta phải từ chối chúng, nói rằng chúng ta không muốn thấy, muốn nghe, vân vân, bởi vì chúng quấy nhiễu chúng ta. Nếu chúng ta dứt tuyệt những điều này, thì chúng ta lấy gì để mà quán chiếu? Đây là tại sao chúng ta cần phải thu thúc lục căn. Kiềm thúc là giới. Có giới luật về sự kiềm thúc lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Những thứ này là giới luật, và chúng là sự thiền định của chúng ta. Hãy suy ngẫm câu chuyện sau đây về Xá Lợi Phất. Có một lần, trước khi thọ giới tỳ kheo, ông nhìn thấy một vị sa môn đang đi khất thực và suy nghĩ. Vị tăng này rất khác thường. Ông không đi quá nhanh hay quá chậm, áo choàng thì rất cũ, nhưng phong thái thì thu thúc. Xá Lợi Phất cảm thấy thích vị tăng đó, nên tiến đến gần, cung kính chào và hỏi: "Thưa ngài, ngài là ai?" "Tôi là một sa môn." "Thầy của ngài là ai vậy?" "Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy của tôi." "Đức Thích Ca Mâu Ni dạy điều gì thế?" "Ngài dạy rằng tất cả các pháp sinh khởi đều do nhân duyên. Khi chúng ngừng, đó là vì nhân duyên ngừng." Khi Xá Lợi Phất hỏi về Phật Pháp, vị Sa Môn cho ông một bài pháp ngắn về lý nhân quả. Các pháp sinh khởi bởi vì có nguyên nhân. Nhân đến trước và quả theo sau. Nếu muốn ngừng quả, nhân phải ngừng trước. Đó là tất cả những gì ông nói. Nhưng như thế là đủ đối với Xá Lợi Phất rồi. Đây là nguyên nhân cho sự phát sinh của Pháp. Vào lúc đó, Xá Lợi Phất có đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Lục căn của ông đều nguyên vẹn. Nếu không có lục căn đó, liệu ông có đủ nhân duyên để trí huệ phát sinh không? Liệu ông có chứng ngộ được điều gì không? Nhưng đa số chúng ta sợ tiếp xúc, hoặc là chúng ta thích tiếp xúc, nhưng chúng ta không đạt được chút trí huệ nào từ đó cả. Thay vì vậy, chúng ta tiếp tục chạy theo lục căn, ham thích lục trần và chìm đắm trong đó. Lục căn có thể mang đến cho chúng ta sự khoái lạc và mê đắm, nhưng chúng cũng có thể dẫn tới sự hiểu biết và trí huệ. Cho nên, chúng ta nên sử dụng mọi thứ để tu tập, ngay cả những điều xấu. Khi chúng ta nói về sự tu hành, chúng ta không chỉ đề cập đến những điều thiện lành và tốt đẹp. Không phải vậy. Trong thế giới này, có thứ chúng ta thích, có thứ chúng ta không thích. Thường thì những gì chúng ta thích, chúng ta muốn có, ngay cả với những người xuất gia. Bất cứ vị tăng nào chúng ta không thích, chúng ta không muốn liên hệ với ông, chúng ta chỉ muốn tiếp xúc với những người mình thích. Thấy không? Đây là sự chọn lựa dựa vào sự ưa thích của chúng ta. Thường thì bất cứ những gì chúng ta không thích, chúng ta không muốn thấy hay biết đến chúng. Nhưng Đức Phật muốn chúng ta kinh nghiệm những điều này. Hãy nhìn vào thế gian và nhận biết nó rõ ràng. Nếu chúng ta không biết rõ bản chất của thế gian, chúng ta không đi đến đâu cả. Sống trong thế gian, chúng ta phải hiểu thế gian. Những thánh nhân khai ngộ trong quá khứ, bao gồm Đức Phật, đều sống với những thứ này. Họ sống trong thế giới này giữa những người vô minh và chứng ngộ chân lý ngay nơi đây, không nơi nào khác. Nhưng họ có trí huệ, họ đã kiềm lục căn của họ. Kiềm thúc không có nghĩa là chúng ta không thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm xúc hay suy nghĩ gì cả. Nếu hành giả không biết điều này, thì ngay khi họ vừa nhìn thấy hay nghe một điều gì, họ sẽ chạy như bay đi nơi khác, cho rằng làm như thế, trần cảnh sẽ mất dần lực lượng đối với họ, để rồi cuối cùng
họ sẽ vượt lên khỏi nó. Nhưng họ sẽ không đi đâu cả, họ sẽ không vượt lên một thứ gì cả bằng cách đó. Nếu họ chạy đi nơi khác mà không hiểu bản chất của nó, thì sớm muộn rồi nó cũng sẽ quay lại, và họ sẽ phải đối diện với nó lần nữa. Chẳng hạn, có những hành giả không bao giờ hài lòng, dầu họ ở tại tu viện, trong rừng hay trên núi. Họ đi lang thang, nhìn qua nhìn lại, cho rằng họ sẽ tìm thấy sự mãn túc bằng cách đó. Họ lên đến đỉnh núi và reo lên: "À, đây rồi, ta đã tìm được rồi." Họ sống bình an được vài ngày và rồi cảm thấy chán. Hay là mình thử ra bờ biển: "Ồ, ở đây mát mẻ, thoải mái quá, chỗ này thích hợp với mình hơn." Sau một lúc họ lại chán. Chán rừng, chán núi, chán biển, chán hết mọi thứ. Đây không phải là sự chán ngán thế gian theo đúng nghĩa, cái mà nhà Phật gọi là chánh kiến. Nó chỉ là sự buồn chán, một quan niệm sai lầm. Khi họ trở lại tu viện: "Bây giờ mình sẽ làm gì đây? Mình đã đi khắp nơi và trở lại với tay không?" Thế rồi họ quăng bỏ y bát và hoàng tục. Tại sao họ hoàng tục? Bởi vì họ không hiểu ý nghĩa của sự tu hành. Họ không thấy còn có gì để làm nữa. Họ lên bắc xuống nam, lên núi xuống biển mà vẫn không liễu ngộ điều gì cả. Vậy là xong, họ chết. Đó là bởi vì họ cứ tìm cách trốn tránh mọi thứ, trí huệ không phát sinh. Sau đây là một thí dụ khác. Giả sử có một nhà sư quyết định chấp nhận thực tại thay vì trốn chạy. Ông tự lo cho mình, ông biết chính mình và những người khác. Ông không ngừng đối phó với những vấn đề. Giả sử ông là vị sư trụ trì. Một vị trụ trì phải đương đầu với hàng trăm công việc liên tục đòi hỏi sự chú ý của ông. Người ta không hỏi bạn điều này thì hỏi bạn điều kia, cho nên bạn phải luôn tỉnh táo, luôn cảnh giác. Trước khi bạn có thì giờ để chợp mắt ngủ, chúng đã đánh thức bạn với một vấn đề khác. Tình trạng này khiến bạn phải xem xét và hiểu biết sự việc. Bạn trở nên tinh xảo hơn đối với chính mình và những người khác trong nhiều phương diện. Sự tinh xảo này phát sinh từ sự tiếp cận, từ sự đương đầu và đối phó với sự việc, không phải từ sự lẩn tránh chúng. Chúng ta không trốn chạy vấn đề với thân thể của mình, nhưng chúng ta trốn chạy trong tâm bằng cách sử dụng trí huệ của mình. Chúng ta hiểu biết với trí huệ ngay tại đây, chúng ta không trốn chạy bất cứ một điều gì cả. Đây là nguồn gốc của trí huệ. Bạn phải làm việc, phải liên hệ với những thứ khác. Ví dụ, sống trong một tu viện lớn, chúng ta phải cùng làm việc để chăm sóc mọi thứ trong ngoài. Bạn có thể nói rằng tất cả những thứ này là phiền não. Sống với nhiều tăng ni và với nhiều người tại gia lui tới mỗi ngày có thể phát sinh nhiều phiền não. Nhưng chúng ta phải sống như thế để có thể phát triển trí huệ và từ bỏ vô minh. Chúng ta muốn gì chứ? Chúng ta sống là để xóa tan sự vô minh hay để tăng trưởng chúng? Chúng ta phải quán xét mỗi khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm tiếp xúc với trần cảnh, chúng ta phải bình tĩnh và cảnh giác. Khi sự đau khổ phát sinh, ai là người đau khổ? Tại sao sự đau khổ này phát sinh? Vị trụ trì một tu viện phải chăm sóc nhiều đệ tử, điều này có thể gây ra nhiều đau khổ. Nếu chúng ta sợ đau khổ và không muốn đối diện chúng, chúng ta đi đâu để tranh đấu với chúng? Nếu đau khổ phát sinh và chúng ta không biết, làm sao chúng ta đối phó với chúng? Thoát ly khổ đau có nghĩa là biết cách thoát khỏi khổ đau, chứ không có nghĩa là trốn chạy mỗi khi sự đau khổ phát sinh. Làm như thế chỉ mang sự đau khổ đi theo bạn mà thôi. Nếu bạn muốn nhận biết khổ đau, bạn phải nhìn vào tình trạng hiện tại. Vấn đề nảy sinh ở nơi nào thì phải được hóa giải ở ngay tại nơi đó. Nơi nào có khổ đau
nơi đó phát sinh sự chấm dứt khổ đau. Khổ đau phải chấm dứt tại nơi nó phát sinh, bạn phải giải quyết vấn đề tại nơi đó. Kẻ trốn tránh khổ đau vì sợ hãi là kẻ khờ dại nhất thế gian. Họ chỉ làm cho sự vô minh của mình sâu dày thêm mà thôi. Đau khổ là chân lý đầu tiên của tứ diệu đế. Tứ diệu đế bao gồm chân lý về sự khổ, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường để diệt khổ. Đừng xem sự đau khổ như là một điều gì ghê tởm xấu xa. Trốn tránh khổ đau là không tu hành theo chánh pháp. Đức Phật dạy chúng ta cách trốn tránh có trí huệ. Chẳng hạn, giả sử bạn đạp một cái gai và cảm thấy rất đau. Bạn sờ quanh chỗ đau nhưng không tìm thấy gì, nên bạn nhún vai và bước đi tiếp. Một lúc sau, bạn lại đạp lên một thứ gì khác và lại cảm thấy đau. Điều này cứ lặp lại mãi. Nguyên nhân của sự đau đó là gì? Đó là cái gai mắc kẹt trong bàn chân bạn. Sự đau đớn này luôn kề cận một bên. Mỗi khi sự đau đớn phát sinh, bạn nhìn lại bàn chân và sờ quanh một chút, nhưng không tìm thấy cái gai nên bạn lại thôi. Một lúc sau, nó lại đau và bạn lại nhìn lần nữa. Khi đau khổ phát sinh, bạn phải lưu ý đừng làm ngơ. Mỗi khi thấy đau, bạn lại tự nhắc mình, cái gai vẫn còn ở đó. Mỗi khi bạn thấy đau, cái ý tưởng muốn dứt bỏ cái gai cũng phát sinh. Nếu bạn không lấy nó ra, bạn sẽ tiếp tục bị đau. Sự đau đớn sẽ cứ quay trở lại mãi, cho đến khi ý muốn loại bỏ cái gai chiếm cứ toàn bộ tâm trí của bạn. Và rồi sẽ có một lúc bạn không chịu nổi nữa và quyết định lấy chưa được cái gai đó ra ngoài, bởi vì nó nhức quá. Nỗ lực tu hành của chúng ta cũng phải giống như thế. Nơi nào có khổ đau, nơi đó có sự xung đột, và chúng ta phải xem xét. Hãy thẳng thắn đối diện với vấn đề. Lấy cái gai ra khỏi bàn chân của bạn, chỉ việc lôi nó ra. Bạn phải biết tâm của mình bị kẹt ở chỗ nào. Khi bạn xem xét vấn đề của mình, bạn sẽ biết nó, thấy nó và kinh nghiệm được bản chất thật của nó. Tuy nhiên, bạn phải kiên định và tinh tấn trong sự tu hành. Mỗi khi một cảm giác khó chịu phát sinh nơi bàn chân của bạn, chẳng hạn, bạn phải tự nhắc nhở mình lấy cái gai đó ra. Bạn không từ bỏ quyết tâm của mình. Cùng thế ấy, khi đau khổ phát sinh trong tâm, chúng ta phải quyết tâm dứt sạch tận gốc rễ mọi phiền não. Đây là một quyết tâm kiên định và không ngừng nghỉ. Cuối cùng, mọi phiền não sẽ rơi vào tay của chúng ta và chúng ta có thể kết liễu chúng. Cho nên, chúng ta làm gì với sự hạnh phúc và khổ đau? Tất cả các pháp sinh khởi bởi do nhân duyên. Khi quả ngừng, đó là vì nhân đã ngừng. Nếu chúng ta không bám víu hay dính mắc vào một điều gì đó, thì cũng như rằng điều đó không hề tồn tại. Nếu có sự hiện hữu thì phải có sự phát sinh. Sự dính mắc hay ràng buộc là điều kiện tiên quyết để đưa đến sự khổ. Mỗi khi sự khổ phát sinh, hãy xem xét nó. Xem xét giây phút hiện tại, xem xét chính thân và tâm của bạn. Khi hạnh phúc phát sinh, đâu là nguyên nhân của niềm hạnh phúc đó? Hãy nhìn vào nơi đó. Bất cứ nơi nào những thứ này phát sinh, hãy cảnh giác. Cả hạnh phúc lẫn khổ đau phát sinh từ sự dính mắc. Những hành giả thuở xưa xem xét tâm của mình như sau: chỉ có sự sinh khởi và tàn lụi, không có một thực thể thường hằng. Họ suy ngẫm từ mọi khía cạnh và nhận thấy rằng không có gì nhiều với cái tâm này của họ, không có gì kiên định. Chỉ có sinh và diệt, diệt rồi sinh, không có gì có tính cách lâu dài. Trong khi đi hay ngồi, họ nhận biết sự việc như thế đó. Nhìn nơi đâu, họ cũng chỉ thấy có khổ đau, chỉ vậy thôi. Như thể một cục sắt lớn
vừa được nung nóng trong lò lửa, toàn thể cục sắt đều nóng. Nếu bạn chạm nó ở phía trên hay phía dưới, nó cũng đều nóng. Chạm vào bốn phía, phía nào nó cũng nóng, khắp chỗ đều nóng, không có một nơi nào trên cục sắt là mát mẻ cả. Nếu chúng ta không suy ngẫm về những điều này, chúng ta không biết gì về chúng cả. Chúng ta phải nhìn cho rõ, đừng chỉ bị sinh ra, phải biết tiến trình của sự sinh. Những tư tưởng như, ồ, tôi không chịu nổi người đó, hắn làm gì cũng sai cả, sẽ không còn nảy sinh nữa. Hay, tôi rất thích cái đó. Những điều này không nảy sinh, đó chỉ là những tiêu chuẩn thích và không thích của thế giới. Chúng ta phải sử dụng những quy ước của thế giới để đối tác với nhau, nhưng bên trong chúng ta phải rỗng không. Đây là nơi trú ẩn của những thánh nhân. Tất cả chúng ta phải lấy đây là mục tiêu của sự tu hành, đừng hoài nghi nữa. Trước khi đi tu, tôi từng nghĩ rằng chùa chiền ở khắp nơi, nhưng sao chẳng có bao nhiêu người tu hành? Hay nếu họ có đi tu, họ cũng chỉ tu một thời gian ngắn rồi hoàn tục. Còn những người không bỏ cuộc thì vẫn không nỗ lực tu hành. Tại sao vậy? Thế rồi tôi quyết tâm. Được, ta sẽ xả bỏ thân tâm mình trong kiếp sống này và thử làm theo lời dạy của Đức Phật cho đến cuối cùng. Ta sẽ chứng ngộ ngay trong kiếp này, bởi vì nếu không, ta sẽ vẫn chìm đắm trong điển khổ. Ta sẽ buông bỏ tất cả những thứ khác và quyết tâm tu hành. Bất kể khó nhọc hay đau khổ bao nhiêu, ta cũng sẽ kiên trì. Nếu ta không làm thế, ta sẽ tiếp tục nghi ngờ mãi. Nghĩ như thế rồi, tôi khởi sự tu hành. Bất kể hạnh phúc, đau khổ hay khó nhọc bao nhiêu, tôi vẫn tiếp tục. Tôi coi cả cuộc đời mình như thể đó chỉ là một ngày một đêm. Tôi sẽ theo lời dạy của Đức Phật, tôi sẽ tu hành để hiểu được tại sao thế giới hư ảo này khốn khổ đến thế. Tôi muốn biết, tôi muốn tinh thông giáo lý, nên tôi quyết định tu hành. Những người xuất gia chúng ta xả bỏ được bao nhiêu đời sống thế gian? Nếu chúng ta tiến bộ nhiều, có nghĩa là chúng ta đã xả bỏ được tất cả. Chúng ta xả bỏ tất cả những thứ mà người đời hưởng thụ, cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị và cảm xúc. Chúng ta dứt bỏ tất cả, nhưng rồi chúng ta lại kinh nghiệm chúng. Cho nên, người tu hành phải thiểu dục tri túc và không dính mắc vào bất cứ thứ gì, dầu đó là lời nói, miếng ăn hay bất cứ gì. Chúng ta cũng dễ dàng hài lòng, ăn uống giản dị, ngủ giản dị, sống giản dị. Bạn càng tu tập như thế này, bạn càng cảm thấy mãn túc hơn nhiều. Pháp, bạn phải tự mình chứng ngộ. Tự mình nhận biết có nghĩa là tự mình tu hành. Bạn chỉ có thể nương tựa vào vị thầy khoảng 50% đoạn đường mà thôi. Ngay cả những gì tôi giảng dạy bạn hôm nay, tự nó hoàn toàn vô dụng. Tuy rằng đó là những điều đáng nghe, nhưng nếu bạn tin vào đó chỉ vì tôi nói thế, bạn là người khờ dại. Hãy thực hành, hãy nhận biết nó bên trong chính bạn, hãy tự mình làm lấy, như thế mới lợi ích hơn nhiều. Và rồi bạn sẽ biết được mùi vị của đạo pháp. Đây là lý do Đức Phật không nói quá tỉ mỉ về những quả vị tu hành, bởi vì đó là những việc không thể nghĩ bàn. Cũng giống như khi bạn cố miêu tả những màu sắc khác nhau với một người mù bẩm sinh, nó là màu vàng tươi. Nói như thế chẳng giúp ích được bao nhiêu. Bạn phải tự mình chứng ngộ. Nếu bạn tự mình nhận biết rõ ràng, bạn sẽ có bằng chứng rõ ràng. Dầu là đi, đứng, nằm hay ngồi, bạn đều sẽ dứt sạch nghi ngờ. Ngay cả khi có người nói, anh tu hành sai cách rồi, bạn vẫn không bị lay chuyển, bởi vì bạn đã có bằng chứng. Là một người tu hành, đó là thái độ của bạn, bất cứ bạn ở đâu. Không ai có thể bảo bạn một điều gì, bạn phải tự mình nhận biết. Chánh kiến bạn phải có,
nhưng để tu hành được như thế, dầu chỉ một tháng cũng rất hiếm. Có một lần tôi đến một tu viện phía Bắc và sống ở đó với một vài vị sư già mới xuất gia. Tôi làm tròn những bổn phận mà một vị sư trẻ thường làm, lấy thức ăn cho họ, giặt rửa y bát và đổ bô phóng uế của họ, vân vân. Tôi không nghĩ là mình đang làm gì cho một người nào, mà chỉ cảm thấy rằng đây là một phần trong sự tu hành của tôi. Bởi vì những người khác không làm những việc này nên tôi làm, chỉ thế thôi. Tôi xem đó như là một cơ hội để tạo phước báo và tôi cảm thấy mãn nguyện. Vào những ngày rằm hay mồng một, tôi chùi dọn chánh điện và chuẩn bị nước để rửa và uống. Những người khác không biết gì về việc này nên họ chỉ đứng nhìn. Tôi không chỉ trích họ bởi vì họ không biết. Tôi chỉ làm bổn phận và khi hoàn tất công việc, tôi cảm thấy thật vui. Tôi có sự kích lệ và niềm hăng say trong sự tu hành của mình. Mỗi khi tôi có thể làm một điều gì trong tu viện, dầu là việc của tôi hay của người khác, nếu thấy thứ gì dơ bẩn thì tôi dọn sạch. Tôi không làm thế để người khác nể phục mình, nhưng chỉ để sự tu hành của tôi tốt hơn. Dọn sạch chỗ ở của bạn thì cũng giống như dọn sạch tâm của bạn. Đây là điều mà bạn cần phải nhớ. Sống với nhau trong đạo pháp, với sự thuận hòa và kiềm thúc, với cái tâm được huấn luyện, và rồi bạn sẽ không phải lo lắng về sự hài hòa. Nó tự động phát sinh và bạn sẽ không có vấn đề gì cả. Nếu công việc quá nặng nhọc thì chúng ta giúp đỡ nhau, mỗi người một tay. Đó là cách tốt nhất. Tôi cũng biết vài loại người khác và họ cho tôi cơ hội để trưởng thành. Chẳng hạn trong một tu viện lớn, các tỳ kheo và sa di thỏa thuận với nhau là họ giặt y phục vào một ngày nào đó trong tuần. Tôi đi nấu gỗ mít để lấy tinh chất làm thuốc giặt. Lúc đó, có vài vị sư cứ đợi một người nào khác nấu gỗ mít rồi tới xin thuốc giặt để giặt y phục của họ. Sau đó họ về chòi, treo quần áo lên rồi đi ngủ trưa. Như thế, họ không phải chuẩn lửa, không phải dọn dẹp. Họ cho rằng thế là khôn ngoan. Nhưng đây mới là ngu ngốc nhất thế gian. Những người này chỉ tăng thêm sự vô minh của họ, bởi vì họ không làm gì cả. Họ nhường tất cả công việc cho người khác. Cho nên lúc ăn, nói hay khi làm bất cứ việc gì, hãy luôn xét lại chính mình. Bạn có thể muốn sống thoải mái, ăn ngon, mặc sạch, nhưng chúng ta tới đây để làm gì? Nếu chúng ta thường xuyên suy ngẫm về điều này, chúng ta sẽ luôn lưu ý, chúng ta sẽ không quên, sẽ luôn cảnh giác. Hãy sống tỉnh giác như thế, nỗ lực tu tập trong mọi tư thế. Nếu chúng ta không nỗ lực, sự việc sẽ khác hẳn. Lúc ngồi, bạn ngồi như thể bạn đang ở dưới phố. Lúc đi, bạn đi như thể bạn đang ở dưới phố. Và rồi bạn muốn đi quanh quẩn dưới phố với những người tại gia. Nếu không nỗ lực tu hành, tâm sẽ hướng đến một nơi khác. Bạn không kháng cự và cưỡng lại đầu óc của mình, mà cho phép nó trôi nổi theo ngọn gió cảm xúc. Đây gọi là chạy theo cảm xúc của mình. Giống như một đứa trẻ, nếu chúng ta nuông chiều nó quá, nó có thể trở thành một đứa trẻ tốt không? Nếu cha mẹ chiều theo mọi ước muốn của con cái, điều đó có tốt không? Dầu lúc đầu họ có chiều chuộng một chút, nhưng khi đứa trẻ bắt đầu nói được, đôi lúc họ sẽ la đánh chúng, bởi vì họ sợ con mình hư đốn. Tâm phải được huấn luyện giống như thế. Bạn phải biết mình và biết cách huấn luyện mình. Nếu bạn không huấn luyện tâm của mình mà đợi một người nào khác huấn luyện nó cho mình, bạn sẽ gặp phiền phức. Sự tu hành không có giới hạn. Đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào bạn cũng có thể tu hành. Bạn có thể chứng ngộ trong lúc dọn quét sân chùa hay khi nhìn một tia nắng chiều, nhưng bạn phải luôn tỉnh giác. Nếu bạn hành thiền tinh tấn, bạn có thể chứng ngộ vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào. Đừng lơ là. Hãy lưu ý,
hãy cảnh giác. Khi đi khất thực, nhiều thứ cảm xúc khác nhau có thể phát sinh, và tất cả đều là pháp để tu tập. Khi bạn trở lại tu viện và ăn cơm, có rất nhiều pháp để bạn quán xét. Nếu bạn luôn nỗ lực, tất cả những thứ này sẽ là đối tượng của thiền quán, trí huệ sẽ nảy sinh và bạn sẽ chứng ngộ. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ không xem thường sự việc. Chúng ta luôn quán chiếu các pháp. Một khi đạt đến trình độ này, sự tu hành của chúng ta sẽ không biết có ngày và đêm, nó sẽ tiếp tục không ngừng. Không có gì có thể ô nhiễm sự tu hành của chúng ta, và nếu có, chúng ta sẽ nhận biết ngay lập tức. Tâm sẽ không chạy theo những thứ như tôi nghĩ tôi sẽ đi tới nơi đó, hay có lẽ đi nơi kia, nhưng chỗ nọ có lẽ sẽ vui hơn. Đó là đường lối của thế gian. Đi theo đường đó và rồi sự tu hành sẽ tiêu tan. Hãy luôn tỉnh giác, không ngừng quán xét. Thấy cây, thấy núi hay thấy thú vật cũng đều là cơ hội để quán xét. Hãy mang tất cả vào trong, quán xét chúng rõ ràng trong tâm của bạn. Khi một cảm giác nào đó nảy sinh, hãy nhận biết nó rõ ràng. Bạn có bao giờ thấy một cái lò gạch chưa? Người ta đốt lửa cách cái lò khoảng một thước. Nếu chúng ta làm lò gạch đúng cách, tất cả hơi nóng sẽ đi vào trong lò và công việc sẽ hoàn tất nhanh chóng. Cùng thế ấy, tất cả mọi cảm xúc của chúng ta cần được kéo vào bên trong để được chuyển thành chánh kiến. Lúc nhìn, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, tâm kéo tất cả vào trong. Những cảm xúc này có thể dẫn đến sự phát sinh trí huệ. Món quà chánh pháp này sẽ chỉ cho bạn con đường dẫn tới sự bình an nội tâm. Thân của bạn có thể rối rắm, nhưng tâm sẽ không. Người thế gian có thể rối rắm, nhưng bạn sẽ không, bởi vì tâm đã nhìn thấy. Đôi lúc cha mẹ của Chư Tăng ở Wat Pa Phong đến viếng thăm con trai của họ. Tôi ân hận là mình không có quà cho những vị khách này. Về vật chất, ở phương Tây người ta đã có quá nhiều, nhưng chánh pháp thì rất ít. Tôi đã từng đến đó và tận mắt nhìn thấy rằng họ không có đủ chánh pháp để mang đến sự bình an và tĩnh lặng. Họ chỉ có những thứ khiến cho đầu óc rối rắm và phiền toái. Phương Tây đã sẵn phong phú về vật chất và có rất nhiều thứ có thể khiến cho bạn khoan khoái. Tuy nhiên, người ta không hiểu pháp nên họ cảm thấy nó rất phức tạp. Vì thế hôm nay, tôi tặng cho các bạn một ít pháp để mang về, như là một món quà từ Wat Pa Phong và Wat Pa Nanachat. Chánh pháp là gì? Chánh pháp là thứ có thể cắt xuyên qua những vấn đề và chướng ngại của chúng ta, giảm thiểu chúng dần cho đến khi không còn gì nữa. Đó gọi là chánh pháp, và đó là điều nên được khảo sát trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để rồi khi những ý tưởng phát sinh trong tâm, chúng ta có thể đối phó với chúng. Chúng ta ai cũng có vấn đề, dầu là sống tại Thái Lan hay tại những quốc gia khác. Nếu chúng ta không biết làm sao để giải quyết chúng, chúng ta sẽ luôn gặp chuyện đau khổ và căng thẳng. Chỉ có trí huệ mới giải quyết được vấn đề, và để có trí huệ, chúng ta phải phát triển và huấn luyện tâm. Tu hành không phải là một chuyện gì xa vời, nó nằm ngay tại đây, trong thân và tâm của chúng ta. Người Tây Phương hay người Thái Lan đều như nhau, cả hai đều có thân và tâm. Một thân thể và tâm trí rối ren có nghĩa là một người rối ren. Một thân thể và tâm trí bình an là một người bình an. Thật ra, tâm giống như nước mưa, trong sạch và thuần khiết. Nhưng nếu chúng ta rót vào đó vài giọt màu xanh, nó sẽ trở thành xanh. Nếu chúng ta rót vào đó nước màu vàng, nó trở thành vàng. Tâm cũng vậy. Khi một cảm thọ thoải mái rót vào tâm,
tâm thấy thoải mái. Khi một cảm thọ khó chịu đến, tâm thấy khó chịu, nó bị nhuốm màu giống như nước vậy. Khi nước trong tiếp xúc với màu vàng, nó đổi thành màu vàng. Khi nó tiếp xúc với màu xanh, nó biến thành xanh, nó luôn thay đổi màu sắc. Thật ra, nước xanh hay nước vàng đó vốn dĩ trong sạch. Đây cũng là bản chất tự nhiên của tâm, trong sáng và thuần khiết. Nó trở nên rối rắm chỉ vì nó đuổi theo các cảm thọ, nó lạc lối trong những cảm thọ khác nhau của nó. Để tôi giải thích rõ hơn, thử tưởng tượng bạn đang ngồi trong một khu rừng yên tĩnh. Nếu không có gió, cây lá lặng yên. Khi gió thổi, chúng lay động. Tâm cũng tương tự như chiếc lá. Khi nó tiếp xúc một cảm thọ, nó cũng run rẩy và lay động tùy vào bản chất của cảm thọ đó. Và chúng ta càng ít hiểu biết về chánh pháp, tâm càng thích chạy theo các cảm thọ của nó. Khi vui, nó chìm đắm trong niềm vui. Khi đau khổ, nó chìm đắm trong sự đau khổ. Cứ rối rắm như thế mãi. Cuối cùng thì người ta bị thần kinh. Tại sao? Bởi vì họ không biết, họ chỉ chạy theo những cảm thọ của mình và không biết làm sao để chăm sóc cho tâm của mình. Khi tâm không được chăm sóc, nó giống như một đứa trẻ không cha không mẹ, một đứa trẻ mồ côi không có nơi nương tựa, và vì thế nó cảm thấy rất bất an. Cùng thế ấy, nếu tâm không được chăm sóc, không được điều phục với chánh kiến, sự việc có thể trở nên rất phiền toái. Phương pháp điều phục tâm mà tôi sắp nói đây là cách làm cho tâm bình an và tĩnh lặng. Bạn dùng nó để điều phục tâm và để quán chiếu thân thể sau khi tâm đã thuần hóa. Con người bao gồm hai phần, thân và tâm. Chỉ có hai phần này thôi. Thân thể là cái có thể được nhìn thấy với mắt trần. Tâm thì không có khía cạnh vật chất. Tâm chỉ có thể được nhìn thấy với con mắt huệ hay con mắt bên trong. Hai thứ này, thân và tâm, luôn ở trong trạng thái rối ren, hỗn loạn. Tâm là gì? Tâm không thực sự là một thứ gì cả. Nó là cái nhìn thấy và cảm nhận. Cái cảm nhận, tiếp thu và kinh nghiệm mọi ấn tượng tâm trí, đó gọi là tâm. Khi tôi nói với bạn, tâm bạn nhận biết những gì tôi nói. Âm thanh đi vào lỗ tai bạn và bạn biết tôi vừa nói những gì. Cái vừa kinh nghiệm điều này được gọi là tâm. Tâm không có một tự ngã hay thực chất. Nó không có hình dáng. Nó chỉ kinh nghiệm những động thái của tâm mà thôi. Nếu chúng ta dạy cái tâm này có chánh kiến, nó sẽ không có vấn đề gì cả. Nó sẽ an ổn. Tâm là tâm. Đối tượng của tâm là đối tượng của tâm. Đối tượng của tâm không phải là tâm. Tâm không phải là những đối tượng đó. Để có thể hiểu rõ tâm và đối tượng của tâm, chúng ta nói rằng tâm là cái tiếp nhận những đối tượng hiện lên trong đó. Khi hai thứ này, tâm và đối tượng của tâm, tiếp cận nhau, chúng tạo nên những cảm xúc. Có cái dễ chịu, có cái khó chịu, có cái mát mẻ, có cái nóng bức, đủ thứ. Khi chúng ta không có trí huệ để đối phó với những cảm xúc này, tâm sẽ bị khuấy động. Thiền là phát triển tâm để nó trở thành cơ sở của sự phát sinh trí huệ. Ở đây, chúng ta lấy hơi thở làm đối tượng của tâm. Chúng ta gọi đó là sự chánh niệm về hơi thở. Chúng ta dùng hơi thở làm đối tượng thiền quán bởi vì nó là cách dễ nhất và vì nó đã từng được sử dụng trong thiền môn từ nghìn xưa. Khi ngồi thiền, chúng ta ngồi xếp bằng, chân phải đặt trên chân trái, bàn tay phải trên bàn tay trái, lưng thẳng đứng và tự nhủ. Bây giờ ta sẽ buông xuống mọi gánh nặng và lo âu. Bạn không muốn bất cứ điều gì khiến cho bạn lo lắng. Hãy buông bỏ tất cả mọi lo âu vào lúc này.
Sau đó chú tâm vào hơi thở, rồi hít vào và thở ra. Đừng cố làm cho hơi thở dài thêm hay ngắn bớt, đừng cố làm cho nó mạnh hay nhẹ hơn, chỉ để tự nhiên. Sự chánh niệm khởi sinh từ tâm sẽ nhận biết hơi thở ra và hơi thở vào. Hãy bình thản, đừng nghĩ đến bất cứ điều gì. Điều duy nhất bạn phải làm là chú tâm vào hơi thở ra và hơi thở vào. Ngoài việc đó ra, bạn không phải làm điều gì khác. Chú tâm hoàn toàn vào hơi thở ra và hơi thở vào khi chúng xảy ra. Nhận biết phần đầu, phần giữa và phần cuối của mỗi hơi thở. Khi hít vào, phần đầu của hơi thở là chót mũi, phần giữa nơi trái tim và phần cuối nơi bụng. Khi thở ra thì ngược lại, phần đầu của hơi thở ở nơi bụng, phần giữa nơi trái tim, phần cuối nơi chót mũi. Tập trung sự chú ý vào ba điểm này sẽ giảm thiểu mọi lo âu. Đừng nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Cột sự chú ý của bạn vào hơi thở. Có lẽ những ý tưởng khác sẽ đi vào đầu và làm bạn sao lãng. Không sao, cứ việc xoay sự chú ý trở lại với hơi thở. Đôi lúc tâm có thể phán đoán và khảo sát những cảm thọ của nó, nhưng cứ tiếp tục tu tập, liên tục nhận biết phần đầu, phần giữa và phần cuối của mỗi hơi thở. Cuối cùng, tâm sẽ nhận biết hơi thở ở ba điểm này trong mọi thời khắc. Khi bạn tu tập như thế một thời gian, thân và tâm sẽ quen dần, sự mệt mỏi sẽ biến mất. Thân thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và hơi thở sẽ ngày càng trở nên thanh nhẹ hơn. Sự tỉnh thức hay chánh niệm sẽ bảo vệ tâm và canh chừng nó. Chúng ta tu tập như thế này cho đến khi tâm bình an và tĩnh lặng, cho đến khi tâm hoàn toàn thâm nhập vào hơi thở, trở thành một với hơi thở. Tâm an định, không rối loạn. Nó biết đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của mỗi hơi thở và tập trung vào đó. Rồi khi tâm đã bình an, chúng ta chỉ theo dõi hơi thở ra và hơi thở vào tại chót mũi thôi. Chúng ta không phải chạy theo nó xuống tới bụng và đi trở ngược lên nữa. Chỉ tập trung vào chót mũi, nơi hơi thở đi vào và đi ra. Đây gọi là an định tâm, tức là khiến cho tâm thanh thản và bình an. Khi sự tĩnh lặng phát sinh, tâm dừng lại. Nó dừng lại với đối tượng duy nhất của nó, hơi thở. Đây là phương pháp làm cho tâm an định để trí huệ có thể phát sinh. Đây là sự khởi đầu, là nền tảng tu hành của chúng ta. Bạn nên cố tu tập như thế mỗi ngày, ở bất cứ nơi nào. Dầu là ở nhà, trong xe hơi, nằm hay ngồi, bạn nên tỉnh thức và quan sát tâm liên tục. Đây gọi là pháp điều phục tâm và nên được thực hành trong cả bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Điều chúng ta cần nhận biết là trạng thái của tâm trong từng giây phút, và để làm thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và nhận biết chính mình. Tâm đang vui vẻ hay đau khổ vậy? Nó có rối loạn không? Nó có bình an không? Nhận biết tâm bằng cách này giúp cho tâm trở nên tĩnh lặng, và khi nó đã tĩnh lặng, trí huệ sẽ phát sinh. Với tâm tĩnh lặng, hãy khảo sát đối tượng thiền quán. Thân thể từ đỉnh đầu đến gót chân, rồi ngược trở lại đỉnh đầu. Cứ làm như thế mãi. Mang sự chú ý của bạn tới tóc, lông, móng tay, răng và da. Trong pháp thiền này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng toàn bộ thân thể bao gồm bốn nguyên tố: đất, nước, gió và không khí. Những phần đặc và cứng trong cơ thể hình thành nguyên tố đất, những phần lỏng và chảy nguyên tố nước. Các thứ gió đi xuống đi lên cơ thể tạo thành nguyên tố không khí, và hơi nóng trong cơ thể chúng ta tạo nên nguyên tố lửa. Tất cả gồm thâu lại tạo thành cái mà chúng ta gọi là con người.
Tuy nhiên, khi thân thể tan rã thì chỉ còn lại bốn nguyên tố mà thôi. Đức Phật dạy rằng không có cái gọi là con người, không có người Thái Lan, không có người Tây Phương, không có ai cả, mà cuối cùng chỉ bốn nguyên tố này, chỉ bấy nhiêu thôi. Chúng ta cho rằng có một người hay một chúng sinh, nhưng trên thực tế thì không hề có những thứ đó. Dầu nói riêng như những nguyên tố đất, nước, gió, không khí, hay nói chung với cái danh xưng con người, tất cả những thứ này đều vô thường, khổ và vô ngã. Chúng không ổn định, không chắc chắn và luôn thay đổi, không ổn định đến được một phút. Thân thể chúng ta không ổn định và luôn thay đổi. Tóc thay đổi, móng tay thay đổi, răng thay đổi, da thay đổi, mọi thứ thay đổi một cách hoàn toàn. Tâm chúng ta cũng vậy, nó luôn thay đổi. Nó không có một tự ngã hay có thực chất. Nó không thật sự là chúng ta hay chúng nó, mặc dù nó có thể nghĩ như thế. Có lẽ nó sẽ nghĩ về việc tự sát, có lẽ nó sẽ nghĩ đến hạnh phúc hay đau khổ, đủ thứ cả. Nó không ổn định. Nếu chúng ta không có trí huệ và chúng ta tin tưởng vào cái tâm này của mình, nó sẽ lừa gạt chúng ta mãi, và chúng ta sẽ cứ khổ rồi vui, vui rồi khổ. Tâm là một thứ bất ổn, thân cũng bất ổn. Đi chung với nhau, chúng mang tính chất vô thường, là nguyên nhân của khổ đau và không có tự ngã. Những thứ này Đức Phật nói không phải là chúng sinh, không có một tự ngã, không có linh hồn, không phải là chúng ta hay chúng nó. Chúng chỉ là những nguyên tố đất, nước, gió và không khí, chỉ là những nguyên tố mà thôi. Khi tâm nhìn thấy điều này, nó sẽ xả bỏ mọi dính mắc cho rằng tôi xinh đẹp, tôi tốt, tôi ác độc, tôi đau khổ, tôi có, tôi cái này, tôi cái kia. Bạn sẽ kinh nghiệm một trạng thái hợp nhất, bởi bạn nhận ra rằng tất cả mọi người trên căn bản đều như nhau. Không có cái ta, chỉ có những nguyên tố. Khi bạn quán chiếu và nhìn thấy sự vô thường, khổ và vô ngã, bạn không còn bám vào một tự ngã, một con người, một cái ta, anh ta hay cô ta nữa. Tâm đã thấy điều này sẽ trở nên bình thản. Nó nhìn thấy tất cả mọi thứ đều vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và rồi tâm dừng lại. Tâm là chánh pháp. Tham, sân, si sẽ giảm thiểu dần cho đến khi chỉ còn lại tâm, chỉ cái tâm thanh tịnh mà thôi. Đây gọi là tu thiền. Món quà chánh pháp này tôi tặng cho bạn để bạn nghiền ngẫm và quán xét trong đời sống hàng ngày của mình. Nó sẽ cho bạn thấy con đường dẫn tới sự bình an nội tâm. Nó sẽ trả lại cho tâm sự tĩnh lặng. Thân thể của bạn có thể đang rối loạn, nhưng tâm của bạn sẽ không. Những người thế gian có thể rối rắm, nhưng bạn sẽ không, bởi vì tâm đã nhìn thấy. Tâm là chánh pháp. Đây là chánh đạo, là pháp môn đúng đắn. Những thứ mà tôi vừa kể trên đây là về cái tâm thuận theo tự nhiên. Đây không phải là sự mô tả trên lý thuyết về cái tâm hay những trạng thái tâm lý. Không cần những thứ đó, khi có niềm tin, bạn sẽ đi vào đó và thật sự làm thế. Đây không phải là chuyện đùa. Khi sự tu hành của bạn đạt đến giai đoạn mà tôi vừa mô tả, thế giới hoàn toàn đảo ngược. Sự hiểu biết của bạn về thực tại sẽ hoàn toàn khác hẳn. Quan điểm của bạn hoàn toàn thay đổi. Nếu có người nào nhìn thấy bạn vào lúc đó, họ có thể cho rằng bạn điên. Nếu kinh nghiệm này xảy đến với một người chưa hiểu rõ chính mình, người đó có thể bị điên, bởi vì không còn thứ gì giống như trước nữa. Nhân loại không còn giống như trước nữa, nhưng bạn là người duy nhất nhìn thấy điều này. Mọi thứ đều thay đổi, tư tưởng của bạn bị biến hóa. Những người khác nghĩ một đường, bạn nghĩ một nẻo. Họ nhìn thấy sự việc theo một cách, bạn nhìn sự việc theo một cách khác. Họ đang đi xuống một con đường, trong khi bạn đang trèo lên một con đường khác.
bạn không còn giống như họ. Lối kinh nghiệm này về sự việc không thoái bộ, nó tiếp tục như vậy mãi. Hãy thử đi, nếu nó thật sự như tôi mô tả, bạn sẽ không phải tìm kiếm quá xa. Chỉ nhìn vào chính tâm của bạn, cái tâm này vô cùng dũng mãnh, vô cùng can đảm. Đây là năng lực của tâm, là nguồn cội của sức mạnh và năng lượng. Tâm có nội lực này, đây là năng lực của thiền định. Ở giai đoạn này, điều mà tâm nhận được từ thiền định vẫn là năng lượng và sự thanh tịnh. Đây là mức độ thiền định rốt ráo. Định tâm đã đạt đến đỉnh cao. Nó không chỉ là sự tập trung tư tưởng tạm thời. Nếu bạn đổi sang thiền minh sát vào lúc này, sự quán chiếu sẽ rõ ràng và không bị gián đoạn. Hay bạn có thể dùng năng lượng của thiền định cho những việc khác. Từ điểm này trở đi, bạn có thể phát triển bất cứ loại thần thông nào, làm phép lạ vân vân. Những người tu khổ hạnh và các ẩn sĩ đã dùng năng lượng của thiền định để làm nước thánh hay bùa chú. Những thứ này có thể hữu ích trong một cách nào đó, nhưng nó giống như rượu, bạn có thể bị say. Cảnh giới thiền định này là điểm dừng nghỉ. Đức Phật ngừng lại và trụ ở đây. Nó là nền tảng cho sự quán xét và minh sát. Tuy nhiên, bạn không cần phải đạt đến mức định thâm sâu này để có thể quán xét những hiện tượng chung quanh chúng ta và tiến trình nhân quả. Để làm thế, chúng ta tập trung sự bình an và sáng suốt của tâm để phân tích hình sắc, âm thanh, hương vị, xúc chạm của thân thể, tư tưởng và những tâm thái mà chúng ta kinh nghiệm. Hãy xem xét mọi tâm trạng và cảm xúc, dù là khẳng định hay phủ định, vui hay buồn. Xem xét mọi thứ giống như có một người nào khác đang trèo lên cây xoài và rung cây trong khi chúng ta đợi ở bên dưới để nhặt quả xoài. Những quả hư thối chúng ta không nhặt, chỉ nhặt những quả xoài tốt mà thôi. Như thế sẽ không nhọc sức nhiều, bởi vì chúng ta không phải trèo cây, chúng ta chỉ việc đợi bên dưới để thu lượm kết quả mà thôi. Bạn có hiểu sự so sánh này không? Xem xét sự việc với một cái tâm bình an cho chúng ta sự hiểu biết lớn lao hơn. Chúng ta không còn phải diễn giải dài dòng những gì vừa xảy ra, tài sản, danh vọng, sự khen chê, hạnh phúc và đau khổ từ chúng tìm đến. Và chúng ta tự tại, chúng ta khôn ngoan, xem xét và phân chia những thứ này cũng vui lắm. Cái mà người khác gọi là thiện, ác, tốt, xấu, ở đây, ở đó, hạnh phúc, đau khổ hay bất cứ gì đều được thâu gom để làm lợi cho chúng ta. Đã có một người khác trèo lên cây xoài và đang rung cây để xoài rớt xuống. Chúng ta chỉ vui vẻ nhặt xoài mà không sợ hãi gì cả. Có gì để sợ chứ? Đã có người khác rung cây xoài cho chúng ta. Tài sản, danh lợi, sự khen chê, hạnh phúc, đau khổ và tất cả những thứ khác đều không khác gì những quả xoài đang rơi rụng. Chúng ta xem xét chúng với một cái tâm bình an, rồi chúng ta sẽ biết quả nào là ngon và quả nào là hư thối. Hằng thuần thiên nhiên. Khi chúng ta bắt đầu vận dụng sự bình an và tĩnh lặng mà chúng ta phát triển qua sự thiền định để quán chiếu những thứ này, trí huệ phát sinh. Tôi gọi đây là trí huệ, đây là Vipassana. Nó không phải là một thứ để bịa đặt và diễn giải. Nếu chúng ta khôn ngoan, Vipassana sẽ phát triển một cách tự nhiên. Chúng ta không phải đặt tên cho những gì xảy ra. Nếu chỉ có một chút sáng suốt, chúng ta gọi đây là chút ít Vipassana. Khi cái nhìn rõ ràng hơn một chút, chúng ta gọi đó là Vipassana trung bình. Nếu cái biết hoàn toàn phù hợp với chân lý, bạn gọi đó là Vipassana rốt ráo. Tôi thích dùng chữ trí huệ hơn là chữ Vipassana. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình sẽ hành thiền minh sát, chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối. Sự minh sát chỉ nên được bắt đầu sau khi tâm đã bình an và tĩnh lặng, và rồi toàn bộ tiến trình sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Chúng ta không thể miễn cưỡng nó. Đức Phật dạy rằng tiến trình này phát triển theo tốc độ riêng của nó. Một khi sự tu hành đã đạt đến mức độ này, chúng ta cho phép nó phát triển thuận theo những năng khiếu bẩm sinh, đạo tâm và phước báo tích lũy từ quá khứ. Nhưng chúng ta không bao giờ ngừng nỗ lực. Tiến bộ nhanh hay chậm không phải là chuyện của chúng ta. Nó không nằm trong khả năng của chúng ta. Cũng giống như việc trồng cây. Cây biết nó cần phải mọc nhanh chừng nào. Nếu chúng ta muốn cho nó mọc nhanh hơn khả năng của nó, đó chỉ là ảo tưởng. Nếu chúng ta muốn nó mọc chậm hơn, đó cũng là ảo tưởng.
Chúng ta làm bổn phận của mình, và rồi kết quả sẽ đến, giống như việc trồng cây vậy. Ví dụ, chúng ta muốn trồng một bụi ớt. Bổn phận của chúng ta là đào một cái lỗ, gieo hạt ớt, tưới nước, bón phân và bắt sâu. Đây là công việc của chúng ta, và chỉ bấy nhiêu thôi. Đây là nơi đức tin bước vào. Cây ớt mọc hay không là tùy nơi nó, đó không phải là công việc của chúng ta. Chúng ta không thể lôi kéo cái cây để làm cho nó mọc nhanh hơn. Chúng ta chỉ có bổn phận tưới nước và bón phân. Tu hành theo cách này sẽ thoải mái hơn nhiều. Nếu chúng ta đắc đạo trong đời này cũng tốt. Nếu chúng ta phải đợi đến vài kiếp sau cũng không sao. Chúng ta có niềm tin vững chắc vào giáo pháp. Chúng ta tiến bộ nhanh hay chậm còn tùy vào những năng khiếu bẩm sinh, đạo tâm và phước báo mà chúng ta tích lũy từ trước. Tu hành như thế này, tâm sẽ thanh thản. Giống như khi chúng ta đi xe ngựa, chúng ta không đặt cái xe trước con ngựa, hay như khi chúng ta cày ruộng mà lại đi phía trước con trâu thay vì đi đằng sau nó. Ý tôi muốn nói là tâm đi ra trước chính nó, tâm nôn nóng, nó muốn có kết quả ngay. Như vậy là sai. Đừng đi phía trước con trâu của bạn, bạn phải đi phía sau con trâu. Giống như cây ớt mà chúng ta đang trồng, cứ tưới nước và bón phân cho nó, và nó sẽ làm công việc hấp thu chất bổ. Khi kiến hay mối phá hoại nó, chúng ta đuổi chúng đi. Chỉ làm bấy nhiêu thôi là đủ để cây ớt mọc khỏe mạnh. Và một khi nó mọc khỏe mạnh, đừng ép nó trổ qua ngay. Đó không phải là công việc của chúng ta. Làm thế chỉ khiến chúng ta khổ sở một cách không cần thiết. Hãy cho phép nó trổ qua vào đúng thời điểm của nó. Và một khi cây ớt trổ qua, đừng đòi nó phải kết trái ngay. Đừng áp bức, làm thế chỉ tạo nên khổ đau. Một khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta biết những gì là bổn phận của mình và những gì không phải. Tâm biết vai trò của nó. Nếu tâm không hiểu vai trò của nó sẽ cố ép cây ớt kết trái ngay trong ngày đầu tiên chúng ta trồng nó. Tâm sẽ ép nó mọc và đơm hoa, kết trái trong vòng một ngày. Điều này phản ảnh chân lý thứ hai, đó là tham ái khiến đau khổ phát sinh. Nếu chúng ta suy ngẫm chân lý này, chúng ta sẽ hiểu rằng miễn cưỡng kết quả trong sự tu hành là ảo tưởng hoàn toàn, như thế là sai. Hiểu biết cách làm việc của tâm, chúng ta buông bỏ và cho phép sự việc phát triển phù hợp với căn cơ, năng khiếu bẩm sinh và phước báo của mình. Chúng ta cứ tiếp tục làm bổn phận của mình, đừng lo sự khai ngộ sẽ lâu hay mau. Bởi dầu chúng ta phải cần đến vài trăm kiếp hay vài ngàn kiếp nữa để đắc đạo thì sao chứ? Dầu là bao nhiêu kiếp nữa, chúng ta vẫn cứ tu hành với một cái tâm thanh thản và vui vẻ với mức độ tiến hóa của mình. Một khi tâm đã nhập lưu, chúng ta không có gì phải sợ. Nó sẽ vượt lên ngay cả những điều ác nhỏ nhất. Đức Phật dạy rằng tâm là một Sotapanna. Người đạt bước khai ngộ đầu tiên đã bước vào dòng pháp lưu dẫn đến sự đắc đạo. Những người này sẽ không bao giờ phải sinh vào những cảnh giới thấp kém, không bao giờ sa vào địa ngục. Làm sao họ có thể sa vào địa ngục khi tâm của họ đã buông bỏ điều ác? Họ đã nhìn thấy hiểm họa của nghiệp ác. Dầu bạn có ép họ nói hay làm điều ác, họ không thể làm thế. Cho nên không cách nào họ có thể sa xuống địa ngục hay những cảnh giới thấp hèn. Tâm của họ trôi chảy theo pháp lưu. Một khi bạn đã dự lưu, vào dòng, bạn biết bổn phận của mình là gì, bạn hiểu công việc phải làm, bạn biết cách tu hành, bạn biết lúc nào nên phấn đấu, lúc nào nên thư giãn, bạn hiểu thân tâm của mình, tiến trình vật lý và tâm lý này, và bạn từ bỏ những thứ cần phải bỏ, liên tục từ bỏ mà không một chút nghi ngờ. Thay đổi quan điểm. Trong cuộc đời tu hành của tôi không cố gắng tinh thông quá nhiều thứ, chỉ một thôi. Tôi tinh luyện cái tâm này. Chẳng hạn, chúng ta nhìn vào một thân thể, nếu chúng ta thấy mình ưa thích một thân thể nào đó, hãy phân tích nó, hãy quan sát kỹ tóc, lông, móng tay, răng và da. Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu những phần này trên cơ thể một cách toàn diện và lặp đi lặp lại. Hãy hình dung chúng riêng rẽ, tách chúng ra, đốt chúng cháy và lột lớp da bên ngoài. Bạn quán chiếu như thế đó. Hãy kiên trì hành thiền
cho đến khi định lực vững vàng. Hãy nhìn mọi người như nhau. Chẳng hạn, buổi sáng khi các tỳ kheo và sa di đi vào làng Quá Duyên, dầu là thế ai, một dân làng hay một tỳ kheo khác, họ đều hình dung anh ta hay cô ta như một cái xác chết. Một cái xác chết đang đi loạng choạng trên đường phía trước họ. Cứ nhận thức như thế mãi, đây là cách để phấn đấu. Nó dẫn tới sự điềm tĩnh và tiến bộ. Khi nhìn thấy một phụ nữ quyến rũ, hãy hình dung cô ấy như một xác chết biết đi. Thân thể cô thối rữa và bốc mùi nồng nặc. Hãy nhìn mọi người như thế, đừng để họ đến quá gần, đừng để sự say đắm lưu lại trong tâm bạn. Nếu bạn nhìn thấy những người khác mục rữa và hôi thối, tôi dám chắc là bạn sẽ không say đắm quá lâu. Hãy quán chiếu cho đến khi bạn cảm thấy những gì mình nhìn thấy thật sự là như vậy, cho đến khi nó rõ ràng, cho đến khi bạn thông thạo. Bất kể bạn đi đến đâu, bạn cũng sẽ không lạc lối. Đặt hết tâm trí của bạn vào đó, nhìn thấy ai, bạn cũng thấy như đang nhìn một cái xác chết. Bất kể là nam hay nữ, cứ xem đó như một xác chết. Và đừng quên nhìn vào chính mình như một xác chết. Cuối cùng, đây sẽ là tất cả những gì còn lại. Hãy cố phát triển cách nhìn này cho đến chỗ toàn mỹ. Huấn luyện với nó cho đến khi nó trở thành một phần trong tâm bạn. Tin tôi đi, điều này rất thú vị. Nếu bạn thật sự làm thế. Nhưng nếu bạn bận rộn đọc nó từ sách vở, bạn sẽ bị trở ngại. Bạn phải thực hiện nó, và với tất cả sự tinh cần. Làm thế cho đến khi sự quán chiếu này trở thành một phần của bạn. Hãy lấy sự chứng ngộ chân lý làm mục tiêu. Nếu bạn được thúc đẩy bởi ước muốn thoát khổ, đó là bạn đang đi đúng đường. Thời nay có nhiều người giảng dạy thiền minh sát Vipassana và nhiều pháp thiền khác nhau. Nhưng sự thật thì thiền minh sát không phải dễ. Chúng ta không thể nhảy ngay vào đó. Pháp thiền này sẽ không có kết quả nếu nó không xuất phát từ một tiêu chuẩn đức hạnh cao. Hãy tự biết mình. Đức hạnh và giới luật rất cần thiết. Bởi nếu thân, khẩu, ý của chúng ta không thanh tịnh, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đứng vững trên hai chân của mình. Thiền định mà không có đức hạnh là bỏ đi phần quan trọng trong đạo. Cùng thế ấy, đôi lúc bạn nghe người ta nói, bạn không cần đạt đến trạng thái tĩnh lặng, cứ đi thẳng vào thiền minh sát. Những người cẩu thả ưa đi ngang về tắt mới nói như thế. Họ nói rằng bạn không cần bận tâm với giới luật, nghiêm trì và tịnh hóa phẩm hạnh là một công việc đầy thử thách, không phải chuyện đùa. Nếu chúng ta có thể bỏ qua phần giáo lý về đạo đức thì dễ hơn nhiều, phải không? Mỗi khi có vấn đề, chúng ta chỉ việc tránh nó bằng cách bỏ qua. Dĩ nhiên, chúng ta ai cũng thích bỏ qua những vấn đề khó khăn. Có một lần một tỳ kheo đến gặp tôi và nói rằng anh ta là một thiền giả thứ thiệt. Anh xin phép ở lại tu viện với tôi và hỏi thăm về thời khóa biểu sinh hoạt và tiêu chuẩn tu hành tại đây. Tôi giải thích với anh ta rằng trong tu viện này chúng ta sống dựa vào luật tạng, đó là giới luật của người xuất gia cho Đức Phật đề ra. Và nếu anh ta muốn đến tu với tôi, anh cũng phải từ bỏ tiền bạc cùng với những áo tu trước và thuốc men của anh. Anh bảo với tôi rằng đường lối tu hành của anh là không dính mắc vào mọi quy ước. Tôi nói với anh là tôi không hiểu anh ta đang nói gì. Cứ để tôi ở lại đây, anh ta yêu cầu, và để tôi giữ tất cả tiền bạc của tôi nhưng không dính mắc vào đó. Tiền bạc chỉ là một quy ước thôi. Tôi nói dĩ nhiên là được. Nếu anh có thể ăn muối mà không thấy mặn thì anh có thể sử dụng tiền mà không bị dính mắc vào đó. Đúng là nói chuyện diễn dông. Thật ra anh ta lười biếng, không muốn chấp hành những chi tiết trong giới luật. Không dễ đâu, tôi nói. Nếu anh có thể ăn muối và đoan chắc với tôi rằng nó mặn, tôi sẽ tin anh. Nhưng nếu anh nói rằng nó không mặn, hãy để tôi cho anh một bịch muối để ăn. Cứ thử đi, nó không mặn thật sao? Không dính mắc vào các quy ước, không chỉ là nói miệng mà thôi. Nếu anh nói chuyện kiểu này, anh không thể ở lại đây với tôi. Thế là anh ta bỏ đi. Khi bắt đầu phát triển sự tĩnh lặng của thiền chỉ, đừng thử một hai lần rồi thôi, vì thế tâm không bình an. Như vậy là sai. Bạn phải hành thiền một thời gian dài. Tại sao phải cần một thời gian dài? Thử nghĩ xem, chúng ta cho phép tâm mình đi lạc đã bao nhiêu năm rồi?
Mỗi khi tâm ra lệnh cho chúng ta đi hướng nào, chúng ta chạy theo hướng đó. Để an định một cái tâm lăng xăng, để làm cho nó dừng lại, làm cho nó tĩnh lặng, một vài tháng tu thiền không đủ đâu. Có đúng không? Khi chúng ta khởi sự huấn luyện tâm để nó bình thản trong mọi hoàn cảnh, hãy hiểu rằng vào lúc đầu, khi một cảm thọ quế trược phát sinh, tâm sẽ không bình an. Nó sẽ sao lãng và rối loạn. Tại sao? Bởi vì có sự ham muốn. Chúng ta không muốn tâm suy nghĩ, chúng ta không muốn bất cứ điều gì khiến tâm chạy ra ngoài. Cái không muốn này là một thứ ham muốn. Chúng ta càng muốn không kinh nghiệm một điều gì, chúng ta càng mời gọi và đẩy nó vào. Tôi không muốn những thứ này, tại sao chúng cứ quay trở lại mãi? Là thế đó. Chúng ta muốn sự việc tồn tại theo một cách nào đó, bởi chúng ta không hiểu tâm của mình. Có thể phải lâu lắm chúng ta mới nhận ra rằng đùa chơi với những thứ này là một sự nhầm lẫn. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ nhận ra, ồ, những thứ này đến bởi vì mình mời gọi chúng. Muốn không có một điều gì, muốn được bình an, muốn không bị sao lãng và hiếu động, đều là sự ham muốn. Chúng là những cục sắt nóng đỏ. Nhưng đừng lo, cứ tiếp tục tu hành. Mỗi khi chúng ta kinh nghiệm một cảm thọ, hãy quán xét nó, quán xét tính vô thường, khổ và vô ngã của nó, và rồi phản ảnh và khảo sát. Những cảm thọ quế trược này gần như luôn luôn đi kèm với sự suy nghĩ quá nhiều. Cảm thọ đi tới đâu, sự suy nghĩ lẻo đẻo theo tới đó. Sự suy nghĩ và trí huệ là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Sự suy nghĩ chỉ phản ứng và chạy theo những cảm thọ của chúng ta, và nó tiếp diễn không ngừng. Nhưng nếu trí huệ làm việc, nó sẽ mang tâm vào sự tĩnh lặng. Tâm dừng lại và không đi đâu nữa, chỉ có cái biết và sự nhận biết về những gì đang được kinh nghiệm. Khi cảm thọ này phát sinh, tâm là như thế này. Khi cảm thọ đó phát sinh, tâm là như thế kia. Chúng ta giữ vững cái biết, cuối cùng thì tâm nhận ra. Thì ra tất cả những sự suy nghĩ này, những sự nguyên thiên này, những sự lo âu và phán xét này đều là những thứ vô nghĩa, không có thực chất. Tất cả đều vô thường, khổ, và không phải là tôi hay của tôi. Hãy ném nó vào một trong ba phân loại này và dập tắt cuộc nổi loạn. Dập tắt nó ngay tại nơi nó phát sinh. Sau này chúng ta ngồi thiền trở lại, nó sẽ xuất hiện nữa. Cứ canh gác nó, theo dõi nó. Giống như việc chăn trâu, bạn có người tá điền một ít lúa và con trâu. Con trâu muốn ăn những cây lúa này. Trâu thích ăn lúa, phải không? Tâm của bạn cũng giống như con trâu. Những cảm thọ quế trược là những cây lúa, cái biết là người tá điền. Tu hành cũng giống như vậy, không khác. Hãy tự mình so sánh thì biết. Khi chăn trâu bạn làm gì? Bạn cho phép nó đi tự do, nhưng bạn trông chừng nó. Nếu nó đi quá gần đến những cây lúa, bạn la lên. Khi con trâu nghe la, nó lùi lại. Nhưng đừng lơ là. Nếu bạn gặp phải một con trâu cứng đầu, không quan tâm đến sự cảnh báo của bạn, hãy lấy một cái que và đánh mạnh vào mông đít của nó, rồi nó sẽ không dám đến gần mấy cây lúa. Nhưng đừng vội mừng. Nếu bạn nằm xuống và ngủ quên, những cây lúa đó sẽ quá kiếp hết. Tu hành cũng vậy, bạn canh gác tâm của mình, cái biết trong chừng tâm. Những người canh chừng tâm của mình sẽ thoát khỏi cái bẫy của ba dương. Tuy nhiên, cái biết này cũng chính là tâm, cho nên ai là cái quan sát tâm đây? Điều này có thể khiến cho bạn bối rối. Tâm là một thứ, cái biết là một thứ khác, nhưng cái biết bắt nguồn từ chính cái tâm này. Thế nào là biết tâm? Như thế nào là kinh nghiệm những tâm thái và cảm thọ? Như thế nào là tâm không có một cảm thọ quế trược nào? Cái nhận biết những điều này là cái biết. Cái biết theo dõi tâm, và từ cái biết này mà trí huệ phát sinh. Tâm là cái suy nghĩ và bị vướng trong những cảm thọ. Hết cảm thọ này đến cảm thọ khác, y hệt như con trâu của chúng ta vậy. Bất kể nó đi về hướng nào, canh chừng nó cẩn thận, làm sao nó có thể chạy thoát được? Nếu nó nhẫn nha đến gần mấy cây lúa là lớn lên. Nếu nó không nghe, đánh vào đít nó, bét. Đây là cách bạn vô hiệu hóa sự ham muốn của nó. Huấn luyện tâm cũng vậy. Khi tâm kinh nghiệm một cảm thọ và nắm giữ nó, công việc của cái biết là dạy cho nó phân tích xem cái cảm thọ này là tốt hay xấu, giải thích với tâm cách làm việc của nhân quả. Và khi nó nắm bắt một thứ gì đó
mà nó nghĩ là dễ thương, cái biết lại phải dạy dỗ tâm, lại phải giải thích về luật nhân quả, cho đến khi tâm có thể dứt bỏ điều đó qua một bên. Điều này dẫn đến sự bình an nội tâm. Sau khi nhận ra rằng bất cứ thứ gì nó nắm bắt đều vốn chẳng đáng ưa, tâm sẽ dừng lại. Nó sẽ không còn bị những thứ đó quấy nhiễu nữa, bởi vì nó bị khiển trách không ngừng. Hãy quyết tâm ngăn trở sự ham muốn của tâm, thách thức nó đến cùng, cho đến khi sự giảng dạy thâm nhập vào tâm. Đó là cách bạn huấn luyện tâm. Kể từ ngày tôi vào rừng để hành thiền, tôi tu hành như thế đó. Khi tôi huấn luyện các đệ tử của mình, tôi huấn luyện họ tu hành theo cách đó. Bởi vì tôi muốn họ nhìn thấy chân lý, thay vì chỉ đọc nó từ kinh điển. Tôi muốn họ biết rõ là tâm của họ đã thoát khỏi những định kiến chưa. Khi sự giải thoát xảy ra, bạn biết. Và khi sự giải thoát chưa xảy ra, hãy quán chiếu tiến trình nhân quả của mọi việc. Quán chiếu cho đến khi bạn hiểu biết hoàn toàn. Một khi tiến trình nhân quả được thấu suốt, nó sẽ tự động rời bỏ chúng ta. Khi điều gì đó xảy đến với bạn và không chịu rời khỏi, hãy khảo sát nó. Đừng bỏ cuộc cho đến khi nó thả bạn ra. Khảo sát không ngừng ngay tại đây. Đây là cách tôi huấn luyện mình. Bởi Đức Phật dạy rằng bạn phải hiểu biết chính mình. Các bậc minh triết từ xưa đến nay đều tự họ nhận biết chân lý. Bạn phải khám phá nó ngay trong tâm của bạn. Hãy biết chính mình. Nếu bạn tin tưởng vào những gì mình biết và có tự tin, bạn sẽ bình thản đối với sự khen chê của thế gian. Bất kể người khác nói gì, bạn đều bình thản. Tại sao? Bởi vì bạn biết chính mình. Nếu có người nịnh hót bạn với lời khen tặng, nhưng bạn không thật sự xứng đáng với điều đó, bạn có tin họ không? Dĩ nhiên là không, bạn vẫn tiếp tục tu hành. Khi một người không tự tin được người khác tán thán, họ tưởng họ là vậy và nó làm thiên lệch cái nhìn của họ. Cùng thế ấy, khi có người chỉ trích bạn, hãy nhìn lại chính mình. Không, điều họ nói là không đúng. Họ buộc tội mình, nhưng mình thật sự không phải là vậy. Sự buộc tội của họ không có giá trị. Nếu là vậy thì chuyện gì bạn phải tức giận họ? Khi bạn có thể nghĩ được như thế, đời sống sẽ dễ chịu và không có vấn đề. Và rồi không có gì xảy ra là sai lầm cả. Mọi thứ đều là pháp. Đó là cách tôi tu hành. Đi theo trung đạo. Đó là con đường ngắn nhất và trực diện nhất. Bạn có thể đến đây tranh cãi với tôi về giáo pháp, nhưng tôi không tham dự. Thay vì cãi lại, tôi chỉ tặng cho bạn vài điều để suy ngẫm. Đức Phật dạy, hãy buông bỏ tất cả. Hãy buông bỏ với sự hiểu biết và tỉnh giác. Không có sự hiểu biết và tỉnh giác, sự buông bỏ đó không khác gì hơn sự buông bỏ của con trâu, con bò. Nếu bạn không đặt tâm trí vào đó, sự buông bỏ như thế là không đúng. Bạn buông bỏ vì bạn hiểu biết bản chất của thế gian. Đây là sự buông bỏ không dính mắc. Đức Phật dạy rằng, trong giai đoạn đầu trên đường tu hành, bạn cần phải phấn đấu hết sức, phát triển tới cùng và bám giữ rất nhiều. Bám vào Phật, bám vào Pháp, bám vào Tăng đoàn, bám thật chặt. Đó là những gì Đức Phật dạy. Bám giữ với lòng thành tâm, kiên trì và bám thật chặt. Trong quá trình tìm kiếm của tôi đã thử gần hết mọi phương pháp thiền quán. Tôi hy sinh cả đời mình cho đạo, bởi vì tôi tin vào sự khai ngộ và pháp môn tu hành của mình. Những thứ này có thật như lời Phật dạy, nhưng để nhận ra chúng đòi hỏi sự tu hành. Sự tu hành đúng cách, bạn phải thúc ép mình tới cùng. Sự huấn luyện cần đến lòng can đảm. Can đảm để nhìn vào chính mình và để thay đổi mọi thứ tận gốc rễ. Can đảm để làm những gì cần phải làm. Và bằng cách nào? Huấn luyện tâm. Những tư tưởng trong đầu bảo chúng ta đi một đàng, nhưng Đức Phật bảo chúng ta đi một ngã. Tại sao chúng ta cần phải huấn luyện? Bởi vì tâm hoàn toàn bị ô nhiễm và dấy đầy phiền não. Đó là cái tâm chưa được quán chuyển qua sự huấn luyện. Nó không đáng tin cậy, cho nên đừng tin nó. Nó chưa có đức hạnh. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng một cái tâm thiếu tinh khiết và sáng suốt? Vì thế, Đức Phật bảo chúng ta đừng tin tưởng vào cái tâm quế trực.
Ban đầu tâm chỉ là tên lính thuê của phiền não, nhưng nếu chúng hợp tác với nhau lâu dài, tâm sa đọa và tự nó trở thành phiền não. Đó là tại sao Đức Phật bảo chúng ta đừng tin vào tâm của mình. Nếu chúng ta xem xét kỹ những quy luật xuất gia tại đây, chúng ta sẽ thấy rằng chúng đều xoay quanh sự huấn luyện tâm. Và mỗi khi huấn luyện tâm, chúng ta cảm thấy nóng nảy và bực bội. Khi vừa cảm thấy nóng nảy và bực bội, chúng ta bắt đầu than vãn: trời ơi, tôi kiểu này khó khăn quá, không thể làm nổi. Nhưng Đức Phật không nghĩ như thế. Ngài cho rằng khi sự huấn luyện tâm khiến cho chúng ta nóng nảy và bực bội, điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi đúng đường. Chúng ta không nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ rằng đây là dấu hiệu cho thấy có điều gì không đúng. Sự nhầm lẫn này là điều khiến cho sự tu hành có vẻ trần ai. Lúc ban đầu chúng ta cảm thấy nóng nảy và bực bội, cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi lạc hướng. Ai cũng muốn cảm thấy dễ chịu, nhưng họ ít khi xét lại xem điều đó là đúng hay sai. Dĩ nhiên, khi chúng ta đối trị phiền não và thách thức những ham muốn của mình, chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở. Chúng ta bực bội, tức giận và bỏ cuộc. Chúng ta nghĩ rằng mình đi lầm đường. Thế nhưng Đức Phật nói rằng chúng ta đi đúng đường. Chúng ta đang đối phó với những phiền não của mình, và chúng là cái đang nóng nảy và bực bội. Nhưng chúng ta lại nghĩ rằng mình là kẻ đang nóng nảy và bực bội. Đức Phật dạy rằng chính phiền não là cái bị khuấy động và bực bội. Ai cũng bị như vậy. Đó là lý do mà người ta cảm thấy sự tu hành rất khó nhọc. Người ta không xem xét sự việc rõ ràng. Thường thì họ lạc bất đạo, vì một trong hai thứ say mê dục lạc hay khổ hạnh ép sát. Họ bị kẹt trong hai thái cực này. Một mặt thì họ thích buông thả. Khi thích thứ gì thì họ làm thứ đó. Họ thích sống thoải mái. Họ thích nằm và thư giãn trong sự thoải mái. Bất kể làm gì, họ đều muốn làm điều đó trong sự thoải mái. Đây gọi là say đắm dục lạc, bám vào cảm giác thoải mái. Say đắm như thế thì làm sao có thể tu hành tiến bộ được. Còn nếu chúng ta không được phép theo đuổi sự thoải mái, dục lạc và cảm giác dễ chịu, chúng ta trở nên bức rứt. Chúng ta tức giận và đau khổ. Đây là tình trạng rời xa đạo vì sự khổ hạnh ép sát. Đây không phải là đường lối của bậc minh triết bình an. Đức Phật cảnh cáo rằng chúng ta không nên rơi vào hai con đường này: sự say đắm dục lạc và khổ hạnh. Khi cảm thấy hạnh phúc, chỉ việc biết nó với chánh niệm. Khi cảm thấy tức giận, thù ghét và bực bội, phải biết là bạn không đang đi con đường của Phật. Bạn không đi con đường của kẻ tầm đạo, mà là con đường của người thế tục. Một hành giả bình an không đi vào những con đường đó. Ông bước thẳng xuống con đường ở giữa, với sự say đắm dục lạc ở bên trái và sự khổ hạnh ép sát ở bên phải. Đây là sự tu hành đúng đắn. Nếu bạn muốn huấn luyện như thế, bạn phải đi theo trung đạo, không bị khuấy động bởi sự hạnh phúc hay khổ đau. Hãy đặt chúng xuống. Nhưng bạn có cảm giác là chúng đang đấm đá lung tung. Chúng đá bên này, ái da, rồi chúng đấm bên kia, ái da. Chúng ta cảm thấy mình giống như cái quả lắc trong chuông, bị đánh qua, đá lại từ bên này qua bên kia. Trung đạo là buông bỏ sự hạnh phúc và đau khổ, và tu hành đúng đắn là tu hành theo trung đạo. Khi sự ham muốn hạnh phúc đánh trúng chúng ta mà chúng ta không thỏa mãn nó, chúng ta cảm thấy đau khổ. Con đường trung đạo của Đức Phật thì đầy gian nan và thử thách. Chỉ có hai thái cực tốt và xấu. Nếu chúng ta tin vào những gì chúng nói, chúng ta phải làm theo lệnh của chúng. Khi chúng ta tức giận một người nào, chúng ta liền đi tìm một thứ gì để tấn công họ, không có sự nhẫn nại. Nếu chúng ta yêu thương người nào, chúng ta muốn vuốt ve họ từ đầu đến chân. Tôi nói có đúng không? Cả hai thứ này đều hoàn toàn lạc khỏi trung đạo. Đây không phải là giáo lý của Phật. Giáo lý của Ngài là để chúng ta tập buông bỏ những thứ này dần dần. Giáo lý của Ngài là con đường thoát khỏi luân hồi, sinh tử, vui buồn, thiện ác. Những ai ham muốn thế gian không nhìn thấy trung đạo. Họ liên tục nhảy ngang qua phần giữa con đường. Họ cứ chạy tới chạy lui, nhưng họ không ở lại cái nơi không có sự hiện hữu và sinh tử.
họ không thích nơi đó, nên họ không ở lại đó. Hoặc là họ đi xuống, ra khỏi nhà và bị chó cắn, hay họ bay lên, để rồi bị chim kềnh kềnh mổ. Đây là sự hiện hữu. Loài người không nhìn thấy cái không sinh tử, tâm của con người không nhìn thấy nó, nên nó cứ nhảy ngang qua nó. Trung đạo mà Đức Phật đi vượt lên trên sự hiện hữu và tái sinh. Tâm vượt lên trên thiện ác là tâm đã được giải thoát. Đây là con đường của một bậc minh triết an nhiên tự tại. Nếu chúng ta không đi con đường này, chúng ta sẽ không bao giờ là một thánh nhân tự tại. Sự an nhiên tự tại này sẽ không bao giờ có cơ hội để trổ qua. Tại sao? Bởi có sự hiện hữu và tái sinh. Bởi vì có sự sinh diệt. Con đường của Đức Phật không có sinh và diệt, không có cao thấp, không có hạnh phúc và đau khổ, không có thiện ác. Đây là con đường trực chỉ. Đây là con đường của sự bình an và tĩnh lặng, xa lìa sự khoái lạc và đau khổ, hạnh phúc và phiền não. Đây là cách để tu hành. Kinh nghiệm điều này, tâm có thể dừng lại. Nó có thể ngừng đặt câu hỏi. Nó không còn cần tìm kiếm câu trả lời. Thấy không? Đó là lý do mà Đức Phật nói rằng đạo là một điều mà kẻ trí tự mình nhận biết, không cần hỏi ai khác. Chúng ta tự mình hiểu, không chút nghi ngờ, rằng sự việc thật sự đúng y như lời Phật dạy. Lục căn có thể mang đến cho chúng ta sự khoái lạc và mê đắm, nhưng chúng cũng có thể dẫn tới sự hiểu biết và trí huệ. Chúng ta quyết định tu hành theo Phật Pháp để mong đạt được tâm bình an. Nhưng sự bình an chân thật là gì? Sự bình an chân thật, Đức Phật nói, không ở đâu xa xôi, nó ở ngay bên trong chúng ta, chỉ là chúng ta không nhận ra nó mà thôi. Ai cũng mong tìm được sự bình an, nhưng chỉ thấy toàn là sự kích động và hỗn loạn. Họ không tin vào chính mình và chưa thỏa mãn với sự tu hành của mình. Nó tương tự như khi chúng ta rời khỏi nhà, đi hết nơi này đến nơi kia, nhưng chừng nào chúng ta chưa về lại nhà, chúng ta sẽ không thấy thỏa mãn. Chúng ta vẫn còn công việc để làm. Đó là bởi vì hành trình của chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta chưa đạt đến mục tiêu của mình. Ai cũng muốn được bình an. Khi tôi còn trẻ, tôi tìm kiếm nó khắp nơi, nhưng đến đâu tôi cũng không thỏa mãn. Tôi lang thang trong rừng, viếng thăm nhiều vị thầy, đi nghe nhiều buổi thuyết pháp, nhưng ở đâu tôi cũng không thấy thỏa mãn. Tại sao vậy? Chúng ta tìm kiếm sự bình an ở những nơi có rất ít cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, tin rằng sống yên tĩnh như thế sẽ dẫn tới sự mãn túc. Nhưng sự thật thì, nếu chúng ta sống quá yên lặng ở những nơi mà không có gì xảy ra cả, trí huệ làm sao có thể phát sinh? Chúng ta có cảm nhận được một điều gì không? Thử nghĩ đi, điều gì sẽ xảy ra nếu mắt không nhìn thấy cảnh sắc, mũi không ngửi được gì, lưỡi không nếm được vị nào, thân thể không có cảm xúc? Sống như thế là sống như một người đuôi và điếc, một người mà mũi và lưỡi đã sức mất và thân thể hoàn toàn tê liệt, còn có gì ở đó nữa không? Vậy mà nhiều người nghĩ rằng nếu họ đi đến một nơi không có gì xảy ra, họ sẽ tìm được sự bình an. Khi mới xuất gia, tôi ngồi thiền và cảm thấy nhiều tiếng động quấy nhiễu mình. Tôi nghĩ, làm sao để cho tâm được bình an đây? Thế là tôi lấy sáp ong nhét vào hai lỗ tai để tôi không thể nghe gì nữa. Tôi nghĩ rằng như thế là bình an rồi. Nhưng không, tất cả những tư tưởng và sự hỗn mang không đến từ lỗ tai. Chúng đến từ trong tâm của tôi. Đó mới là nơi để tìm kiếm sự bình an. Cho nên, dầu là ở đâu, bạn cũng không muốn làm điều gì cả, bởi vì bạn cho rằng những việc đó chỉ quấy nhiễu sự tu hành của bạn. Bạn không muốn quét sân hay làm những việc như vậy. Bạn chỉ muốn ngồi yên và tìm sự bình an theo kiểu đó. Vị thầy yêu cầu bạn giúp đỡ trong công việc hàng ngày, nhưng bạn chỉ làm cho chiếu lệ,
bởi vì bạn cho rằng đó là những chuyện bên ngoài. Một trong các đệ tử của tôi rất muốn buông bỏ và tìm sự bình an. Tôi từng giảng dạy về sự buông bỏ, nên anh ta nghĩ rằng bằng cách buông bỏ tất cả, anh sẽ được bình an. Ngay ngày đầu tiên đến đây, anh từ chối làm bất cứ công việc gì. Ngay cả khi gió thổi bay mất nửa cái mái chòi của mình, anh cũng không làm gì cả. Anh nói rằng đó chỉ là chuyện bên ngoài, thế là anh không bận tâm sửa chữa nó. Khi nắng chiếu, anh dời qua. Khi mưa rơi, anh dời lại. Công việc duy nhất của anh là tìm kiếm sự bình an. Những việc khác không đáng để bận tâm. Một hôm tôi đi ngang qua chòi của anh, nhìn thấy mái nhà sụp đổ. Ủa, chòi của ai vậy? Tôi hỏi. Khi biết đó là chòi của anh ta, tôi mới nói chuyện với anh, giải thích nhiều việc. Chẳng hạn như bổn phận của tăng sĩ đối với chỗ trú ẩn của mình. Chúng ta phải có một nơi trú ẩn và chúng ta phải chăm sóc cho nó. Buông bỏ không phải giống như vậy. Nó không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm của mình. Đó là hành vi của một người ngu. Khi trời mưa, anh dời qua phía bên này cái chòi. Rồi khi trời nắng chói chang, anh dời trở lại phía bên kia. Tại sao vậy? Tại sao anh không quan tâm gì cả thế? Tôi giảng giải cho anh ta một hồi lâu. Khi tôi nói xong, anh ta nói: Ồ, tôi thật không hiểu. Lúc thì ngài dạy tôi buông bỏ, lúc thì ngài bảo tôi bám víu. Tôi không biết phải làm gì đây. Ngay cả khi mái nhà sụp đổ và tôi đã buông bỏ đến mức độ này, ngài vẫn cho rằng làm như thế là không đúng. Tôi thật không biết phải làm gì mới là đúng. Có những người như vậy đó, họ ngu đến như thế. Các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm đều là những thứ có thể giúp bạn phát sinh trí huệ nếu chúng ta hiểu biết bản chất của chúng. Nếu chúng ta không thực sự hiểu biết chúng, chúng ta phải từ chối chúng, nói rằng chúng ta không muốn thấy, muốn nghe, vân vân, bởi vì chúng quấy nhiễu chúng ta. Nếu chúng ta dứt tuyệt những điều này, thì chúng ta lấy gì để mà quán chiếu? Đây là tại sao chúng ta cần phải thu thúc lục căn. Kiềm thúc là giới. Có giới luật về sự kiềm thúc lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Những thứ này là giới luật, và chúng là sự thiền định của chúng ta. Hãy suy ngẫm câu chuyện sau đây về Xá Lợi Phất. Có một lần, trước khi thọ giới tỳ kheo, ông nhìn thấy một vị sa môn đang đi khất thực và suy nghĩ. Vị tăng này rất khác thường. Ông không đi quá nhanh hay quá chậm. Áo choàng thì rất cũ, nhưng phong thái thì thu thúc. Xá Lợi Phất cảm thấy thích vị tăng đó, nên tiến đến gần, cung kính chào và hỏi: Thưa ngài, ngài là ai? Tôi là một sa môn. Thầy của ngài là ai vậy? Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy của tôi. Đức Thích Ca Mâu Ni dạy điều gì thế? Ngài dạy rằng tất cả các pháp sinh khởi đều do nhân duyên. Khi chúng ngừng, đó là vì nhân duyên ngừng. Khi Xá Lợi Phất hỏi về Phật Pháp, vị sa môn cho ông một bài pháp ngắn về lý nhân quả. Các pháp sinh khởi bởi vì có nguyên nhân. Nhân đến trước và quả theo sau. Nếu muốn ngừng quả, nhân phải ngừng trước. Đó là tất cả những gì ông nói. Nhưng như thế là đủ đối với Xá Lợi Phất rồi. Đây là nguyên nhân cho sự phát sinh của pháp. Vào lúc đó, Xá Lợi Phất có đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Lục căn của ông đều nguyên vẹn. Nếu không có lục căn đó, liệu ông có đủ nhân duyên để trí huệ phát sinh không? Liệu ông có chứng ngộ được điều gì không? Nhưng đa số chúng ta sợ tiếp xúc, hoặc là chúng ta thích tiếp xúc, nhưng chúng ta không đạt được chút trí huệ nào từ đó cả. Thay vì vậy, chúng ta tiếp tục chạy theo lục căn, ham thích lục trần và chìm đắm trong đó. Lục căn có thể mang đến cho chúng ta sự khoái lạc và mê đắm,
nhưng chúng cũng có thể dẫn tới sự hiểu biết và trí huệ. Cho nên, chúng ta nên sử dụng mọi thứ để tu tập, ngay cả những điều xấu. Khi chúng ta nói về sự tu hành, chúng ta không chỉ đề cập đến những điều thiện lành và tốt đẹp. Không phải vậy. Trong thế giới này, có thứ chúng ta thích, có thứ chúng ta không thích. Thường thì những gì chúng ta thích, chúng ta muốn có, ngay cả với những người xuất gia. Bất cứ vị tăng nào chúng ta không thích, chúng ta không muốn liên hệ với ông, chúng ta chỉ muốn tiếp xúc với những người mình thích. Thấy không? Đây là sự chọn lựa dựa vào sự ưa thích của chúng ta. Thường thì bất cứ những gì chúng ta không thích, chúng ta không muốn thấy hay biết đến chúng. Nhưng Đức Phật muốn chúng ta kinh nghiệm những điều này. Hãy nhìn vào thế gian và nhận biết nó rõ ràng. Nếu chúng ta không biết rõ bản chất của thế gian, chúng ta không đi đến đâu cả. Sống trong thế gian, chúng ta phải hiểu thế gian. Những thánh nhân khai ngộ trong quá khứ, bao gồm Đức Phật, đều sống với những thứ này. Họ sống trong thế giới này giữa những người vô minh và chứng ngộ chân lý ngay nơi đây, không nơi nào khác. Nhưng họ có trí huệ, họ đã kiềm lục căn của họ. Kiềm thúc không có nghĩa là chúng ta không thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm xúc hay suy nghĩ gì cả. Nếu hành giả không biết điều này, thì ngay khi họ vừa nhìn thấy hay nghe một điều gì, họ sẽ chạy như bay đi nơi khác, cho rằng làm như thế, trần cảnh sẽ mất dần lực lượng đối với họ, để rồi cuối cùng họ sẽ vượt lên khỏi nó. Nhưng họ sẽ không đi đâu cả, họ sẽ không vượt lên một thứ gì cả bằng cách đó. Nếu họ chạy đi nơi khác mà không hiểu bản chất của nó, thì sớm muộn rồi nó cũng sẽ quay lại và họ sẽ phải đối diện với nó lần nữa. Chẳng hạn, có những hành giả không bao giờ hài lòng, dầu họ ở tại tu viện, trong rừng hay trên núi. Họ đi lang thang, nhìn qua nhìn lại, cho rằng họ sẽ tìm thấy sự mãn túc bằng cách đó. Họ lên đến đỉnh núi và reo lên: "À, đây rồi, ta đã tìm được rồi." Họ sống bình an được vài ngày và rồi cảm thấy chán. Hay là mình thử ra bờ biển: "Ồ, ở đây mát mẻ, thoải mái quá. Chỗ này thích hợp với mình hơn." Sau một lúc họ lại chán. Chán rừng, chán núi, chán biển, chán hết mọi thứ. Đây không phải là sự chán ngán thế gian theo đúng nghĩa, cái mà nhà Phật gọi là chánh kiến. Nó chỉ là sự buồn chán, một quan niệm sai lầm. Khi họ trở lại tu viện: "Bây giờ mình sẽ làm gì đây? Mình đã đi khắp nơi và trở lại với tay không?" Thế rồi họ quăng bỏ y bát vào hoàng tục. Tại sao họ hoàng tục? Bởi vì họ không hiểu ý nghĩa của sự tu hành. Họ không thấy còn có gì để làm nữa. Họ lên bắc xuống nam, lên núi xuống biển mà vẫn không liễu ngộ điều gì cả. Vậy là xong, họ chết. Đó là bởi vì họ cứ tìm cách trốn tránh mọi thứ. Trí huệ không phát sinh. Sau đây là một thí dụ khác. Giả sử có một nhà sư quyết định chấp nhận thực tại thay vì trốn chạy. Ông tự lo cho mình, ông biết chính mình và những người khác. Ông không ngừng đối phó với những vấn đề. Giả sử ông là vị sư trụ trì. Một vị trụ trì phải đương đầu với hàng trăm công việc liên tục đòi hỏi sự chú ý của ông. Người ta không hỏi bạn điều này thì hỏi bạn điều kia, cho nên bạn phải luôn tỉnh táo, luôn cảnh giác. Trước khi bạn có thì giờ để chợp mắt ngủ, chúng đã đánh thức bạn với một vấn đề khác. Tình trạng này khiến bạn phải xem xét và hiểu biết sự việc. Bạn trở nên tinh xảo hơn đối với chính mình và những người khác trong nhiều phương diện. Sự tinh xảo này phát sinh từ sự tiếp cận, từ sự đương đầu và đối phó với sự việc, không phải từ sự lẩn tránh chúng. Chúng ta không trốn chạy vấn đề với thân thể của mình, nhưng chúng ta trốn chạy trong tâm bằng cách sử dụng trí huệ của mình.
Chúng ta hiểu biết với trí huệ ngay tại đây, chúng ta không trốn chạy bất cứ một điều gì cả. Đây là nguồn gốc của trí huệ. Bạn phải làm việc, phải liên hệ với những thứ khác. Ví dụ, sống trong một tu viện lớn, chúng ta phải cùng làm việc để chăm sóc mọi thứ trong ngoài. Bạn có thể nói rằng tất cả những thứ này là phiền não. Sống với nhiều tăng ni và với nhiều người tại gia lui tới mỗi ngày có thể phát sinh nhiều phiền não. Nhưng chúng ta phải sống như thế để có thể phát triển trí huệ và từ bỏ vô minh. Chúng ta muốn gì chứ? Chúng ta sống là để xóa tan sự vô minh hay để tăng trưởng chúng? Chúng ta phải quán xét mỗi khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm tiếp xúc với trần cảnh. Chúng ta phải bình tĩnh và cảnh giác. Khi sự đau khổ phát sinh, ai là người đau khổ? Tại sao sự đau khổ này phát sinh? Vị trụ trì một tu viện phải chăm sóc nhiều đệ tử. Điều này có thể gây ra nhiều đau khổ. Nếu chúng ta sợ đau khổ và không muốn đối diện chúng, chúng ta đi đâu để tranh đấu với chúng? Nếu đau khổ phát sinh và chúng ta không biết, làm sao chúng ta đối phó với chúng? Thoát ly khổ đau có nghĩa là biết cách thoát khỏi khổ đau, chứ không có nghĩa là trốn chạy mỗi khi sự đau khổ phát sinh. Làm như thế chỉ mang sự đau khổ đi theo bạn mà thôi. Nếu bạn muốn nhận biết khổ đau, bạn phải nhìn vào tình trạng hiện tại. Vấn đề nảy sinh ở nơi nào thì phải được hóa giải ở ngay tại nơi đó. Nơi nào có khổ đau, nơi đó phát sinh sự chấm dứt khổ đau. Khổ đau phải chấm dứt tại nơi nó phát sinh. Bạn phải giải quyết vấn đề tại nơi đó. Kẻ trốn tránh khổ đau vì sợ hãi là kẻ khờ dại nhất thế gian. Họ chỉ làm cho sự vô minh của mình sâu dày thêm mà thôi. Đau khổ là chân lý đầu tiên của tứ diệu đế. Tứ diệu đế bao gồm chân lý về sự khổ, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường để diệt khổ. Đừng xem sự đau khổ như là một điều gì ghê tởm xấu xa. Trốn tránh khổ đau là không tu hành theo chánh pháp. Đức Phật dạy chúng ta cách trốn tránh có trí huệ. Chẳng hạn, giả sử bạn đạp một cái gai và cảm thấy rất đau. Bạn sờ quanh chỗ đau nhưng không tìm thấy gì, nên bạn nhún vai và bước đi tiếp. Một lúc sau, bạn lại đạp lên một thứ gì khác và lại cảm thấy đau. Điều này cứ lặp lại mãi. Nguyên nhân của sự đau đó là gì? Đó là cái gai mắc kẹt trong bàn chân bạn. Sự đau đớn này luôn kề cận một bên. Mỗi khi sự đau đớn phát sinh, bạn nhìn lại bàn chân và sờ quanh một chút, nhưng không tìm thấy cái gai nên bạn lại thôi. Một lúc sau, nó lại đau và bạn lại nhìn lần nữa. Khi đau khổ phát sinh, bạn phải lưu ý đừng làm ngơ. Mỗi khi thấy đau, bạn lại tự nhắc mình, cái gai vẫn còn ở đó. Mỗi khi bạn thấy đau, cái ý tưởng muốn dứt bỏ cái gai cũng phát sinh. Nếu bạn không lấy nó ra, bạn sẽ tiếp tục bị đau. Sự đau đớn sẽ cứ quay trở lại mãi, cho đến khi ý muốn loại bỏ cái gai chiếm cứ toàn bộ tâm trí của bạn. Và rồi sẽ có một lúc bạn không chịu nổi nữa và quyết định lấy chưa được cái gai đó ra ngoài, bởi vì nó nhức quá. Nỗ lực tu hành của chúng ta cũng phải giống như thế. Nơi nào có khổ đau, nơi đó có sự xung đột, và chúng ta phải xem xét. Hãy thẳng thắn đối diện với vấn đề. Lấy cái gai ra khỏi bàn chân của bạn, chỉ việc lôi nó ra. Bạn phải biết tâm của mình bị kẹt ở chỗ nào. Khi bạn xem xét vấn đề của mình, bạn sẽ biết nó, thấy nó và kinh nghiệm được bản chất thật của nó. Tuy nhiên, bạn phải kiên định và tinh tấn trong sự tu hành. Mỗi khi một cảm giác khó chịu phát sinh nơi bàn chân của bạn, chẳng hạn, bạn phải tự nhắc nhở mình lấy cái gai đó ra. Bạn không từ bỏ quyết tâm của mình. Cùng thế ấy, khi đau khổ phát sinh trong tâm,
chúng ta phải quyết tâm dứt sạch tận gốc rễ mọi phiền não. Đây là một quyết tâm kiên định và không ngừng nghỉ. Cuối cùng, mọi phiền não sẽ rơi vào tay của chúng ta và chúng ta có thể kết liễu chúng. Cho nên, chúng ta làm gì với sự hạnh phúc và khổ đau? Tất cả các pháp sinh khởi bởi do nhân duyên. Khi quả ngừng, đó là vì nhân đã ngừng. Nếu chúng ta không bám víu hay dính mắc vào một điều gì đó, thì cũng như rằng điều đó không hề tồn tại. Nếu có sự hiện hữu thì phải có sự phát sinh. Sự dính mắc hay ràng buộc là điều kiện tiên quyết để đưa đến sự khổ. Mỗi khi sự khổ phát sinh, hãy xem xét nó. Xem xét giây phút hiện tại, xem xét chính thân và tâm của bạn. Khi hạnh phúc phát sinh, đâu là nguyên nhân của niềm hạnh phúc đó? Hãy nhìn vào nơi đó. Bất cứ nơi nào những thứ này phát sinh, hãy cảnh giác. Cả hạnh phúc lẫn khổ đau phát sinh từ sự dính mắc. Những hành giả thuở xưa xem xét tâm của mình như sau: chỉ có sự sinh khởi và tàn lụi, không có một thực thể thường hằng. Họ suy ngẫm từ mọi khía cạnh và nhận thấy rằng không có gì nhiều với cái tâm này của họ, không có gì kiên định. Chỉ có sinh và diệt, diệt rồi sinh, không có gì có tính cách lâu dài. Trong khi đi hay ngồi, họ nhận biết sự việc như thế đó. Nhìn nơi đâu, họ cũng chỉ thấy có khổ đau. Chỉ vậy thôi. Như thể một cục sắt lớn vừa được nung nóng trong lò lửa, toàn thể cục sắt đều nóng. Nếu bạn chạm nó ở phía trên hay phía dưới, nó cũng đều nóng. Chạm vào bốn phía, phía nào nó cũng nóng. Khắp chỗ đều nóng, không có một nơi nào trên cục sắt là mát mẻ cả. Nếu chúng ta không suy ngẫm về những điều này, chúng ta không biết gì về chúng cả. Chúng ta phải nhìn cho rõ, đừng chỉ bị sinh ra, phải biết tiến trình của sự sinh. Những tư tưởng như, ồ, tôi không chịu nổi người đó, hắn làm gì cũng sai cả, sẽ không còn nảy sinh nữa. Hay, tôi rất thích cái đó. Những điều này không nảy sinh, đó chỉ là những tiêu chuẩn thích và không thích của thế giới. Chúng ta phải sử dụng những quy ước của thế giới để đối tác với nhau, nhưng bên trong chúng ta phải rỗng không. Đây là nơi trú ẩn của những thánh nhân. Tất cả chúng ta phải lấy đây là mục tiêu của sự tu hành, đừng hoài nghi nữa. Trước khi đi tu, tôi từng nghĩ rằng chùa chiền ở khắp nơi, nhưng sao chẳng có bao nhiêu người tu hành. Hay nếu họ có đi tu, họ cũng chỉ tu một thời gian ngắn rồi hoàn tục. Còn những người không bỏ cuộc thì vẫn không nỗ lực tu hành. Tại sao vậy? Thế rồi tôi quyết tâm. Được, ta sẽ xả bỏ thân tâm mình trong kiếp sống này và thử làm theo lời dạy của Đức Phật cho đến cuối cùng. Ta sẽ chứng ngộ ngay trong kiếp này. Bởi vì nếu không, ta sẽ vẫn chìm đắm trong biển khổ. Ta sẽ buông bỏ tất cả những thứ khác và quyết tâm tu hành. Bất kể khó nhọc hay đau khổ bao nhiêu, ta cũng sẽ kiên trì. Nếu ta không làm thế, ta sẽ tiếp tục nghi ngờ mãi. Nghĩ như thế rồi, tôi khởi sự tu hành. Bất kể hạnh phúc, đau khổ hay khó nhọc bao nhiêu, tôi vẫn tiếp tục. Tôi coi cả cuộc đời mình như thể đó chỉ là một ngày một đêm. Tôi sẽ theo lời dạy của Đức Phật, tôi sẽ tu hành để hiểu được tại sao thế giới hư ảo này khốn khổ đến thế. Tôi muốn biết, tôi muốn tinh thông giáo lý, nên tôi quyết định tu hành. Những người xuất gia chúng ta xả bỏ được bao nhiêu đời sống thế gian? Nếu chúng ta tiến bộ nhiều, có nghĩa là chúng ta đã xả bỏ được tất cả. Chúng ta xả bỏ tất cả những thứ mà người đời hưởng thụ: cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị và cảm xúc. Chúng ta dứt bỏ tất cả, nhưng rồi chúng ta lại kinh nghiệm chúng. Cho nên, người tu hành phải thiểu dục tri túc và không dính mắc vào bất cứ thứ gì, dầu đó là lời nói, miếng ăn hay bất cứ gì,
chúng ta cũng dễ dàng hài lòng. Ăn uống giản dị, ngủ giản dị, sống giản dị. Bạn càng tu tập như thế này, bạn càng cảm thấy mãn túc hơn nhiều. Pháp, bạn phải tự mình chứng ngộ. Tự mình nhận biết có nghĩa là tự mình tu hành. Bạn chỉ có thể nương tựa vào vị thầy khoảng 50% đoạn đường mà thôi. Ngay cả những gì tôi giảng dạy bạn hôm nay, tự nó hoàn toàn vô dụng. Tuy rằng đó là những điều đáng nghe, nhưng nếu bạn tin vào đó chỉ vì tôi nói thế, bạn là người khờ dại. Hãy thực hành, hãy nhận biết nó bên trong chính bạn, hãy tự mình làm lấy, như thế mới lợi ích hơn nhiều. Và rồi bạn sẽ biết được mùi vị của đạo pháp. Đây là lý do Đức Phật không nói quá tỉ mỉ về những quả vị tu hành, bởi vì đó là những việc không thể nghĩ bàn. Cũng giống như khi bạn cố miêu tả những màu sắc khác nhau với một người mù bẩm sinh, nó là màu vàng tươi. Nói như thế chẳng giúp ích được bao nhiêu. Bạn phải tự mình chứng ngộ. Nếu bạn tự mình nhận biết rõ ràng, bạn sẽ có bằng chứng rõ ràng. Dầu là đi, đứng, nằm hay ngồi, bạn đều sẽ dứt sạch nghi ngờ. Ngay cả khi có người nói, anh tu hành sai cách rồi, bạn vẫn không bị lay chuyển, bởi vì bạn đã có bằng chứng. Là một người tu hành, đó là thái độ của bạn, bất cứ bạn ở đâu. Không ai có thể bảo bạn một điều gì, bạn phải tự mình nhận biết. Chánh kiến bạn phải có, nhưng để tu hành được như thế, dầu chỉ một tháng cũng rất hiếm. Có một lần tôi đến một tu viện phía Bắc và sống ở đó với một vài vị sư già mới xuất gia. Tôi làm tròn những bổn phận mà một vị sư trẻ thường làm, lấy thức ăn cho họ, giặt rửa y bát và đổ bô phóng uế của họ, vân vân. Tôi không nghĩ là mình đang làm gì cho một người nào, mà chỉ cảm thấy rằng đây là một phần trong sự tu hành của tôi. Bởi vì những người khác không làm những việc này nên tôi làm, chỉ thế thôi. Tôi xem đó như là một cơ hội để tạo phước báo và tôi cảm thấy mãn nguyện. Vào những ngày rằm hay mồng một, tôi chùi dọn chánh điện và chuẩn bị nước để rửa và uống. Những người khác không biết gì về việc này nên họ chỉ đứng nhìn. Tôi không chỉ trích họ bởi vì họ không biết. Tôi chỉ làm bổn phận và khi hoàn tất công việc, tôi cảm thấy thật vui. Tôi có sự khích lệ và niềm hăng say trong sự tu hành của mình. Mỗi khi tôi có thể làm một điều gì trong tu viện, dầu là việc của tôi hay của người khác, nếu thấy thứ gì dơ bẩn thì tôi dọn sạch. Tôi không làm thế để người khác nể phục mình, nhưng chỉ để sự tu hành của tôi tốt hơn. Dọn sạch chỗ ở của bạn thì cũng giống như dọn sạch tâm của bạn. Đây là điều mà bạn cần phải nhớ. Sống với nhau trong đạo pháp, với sự thuận hòa và kiềm thúc, với cái tâm được huấn luyện, và rồi bạn sẽ không phải lo lắng về sự hài hòa. Nó tự động phát sinh và bạn sẽ không có vấn đề gì cả. Nếu công việc quá nặng nhọc thì chúng ta giúp đỡ nhau, mỗi người một tay. Đó là cách tốt nhất. Tôi cũng biết vài loại người khác và họ cho tôi cơ hội để trưởng thành. Chẳng hạn trong một tu viện lớn, các tỳ kheo và sa di thỏa thuận với nhau là họ giặt y phục vào một ngày nào đó trong tuần. Tôi đi nấu gỗ mít để lấy tinh chất làm thuốc giặt. Lúc đó có vài vị sư cứ đợi một người nào khác nấu gỗ mít rồi tới xin thuốc giặt để giặt y phục của họ. Sau đó họ về chòi, treo quần áo lên rồi đi ngủ trưa. Như thế họ không phải chuẩn lửa, không phải dọn dẹp. Họ cho rằng thế là khôn ngoan. Nhưng đây mới là ngu ngốc nhất thế gian. Những người này chỉ tăng thêm sự vô minh của họ, bởi vì họ không làm gì cả. Họ nhường tất cả công việc cho người khác. Cho nên lúc ăn, nói hay khi làm bất cứ việc gì, hãy luôn xét lại chính mình. Bạn có thể muốn sống thoải mái, ăn ngon, mặc sạch, nhưng chúng ta tới đây để làm gì?
Nếu chúng ta thường xuyên suy ngẫm về điều này, chúng ta sẽ luôn lưu ý, chúng ta sẽ không quên, sẽ luôn cảnh giác. Hãy sống tỉnh giác như thế, nỗ lực tu tập trong mọi tư thế. Nếu chúng ta không nỗ lực, sự việc sẽ khác hẳn. Lúc ngồi, bạn ngồi như thể bạn đang ở dưới phố. Lúc đi, bạn đi như thể bạn đang ở dưới phố. Và rồi, bạn muốn đi quanh quẩn dưới phố với những người tại gia. Nếu không nỗ lực tu hành, tâm sẽ hướng đến một nơi khác. Bạn không kháng cự và cưỡng lại đầu óc của mình, mà cho phép nó trôi nổi theo ngọn gió cảm xúc. Đây gọi là chạy theo cảm xúc của mình. Giống như một đứa trẻ, nếu chúng ta nuông chiều nó quá, nó có thể trở thành một đứa trẻ tốt không? Nếu cha mẹ chiều theo mọi ước muốn của con cái, điều đó có tốt không? Dẫu lúc đầu họ có chiều chuộng một chút, nhưng khi đứa trẻ bắt đầu nói được, đôi lúc họ sẽ la đánh chúng, bởi vì họ sợ con mình hư đốn. Tâm phải được huấn luyện giống như thế. Bạn phải biết mình và biết cách huấn luyện mình. Nếu bạn không huấn luyện tâm của mình, mà đợi một người nào khác huấn luyện nó cho mình, bạn sẽ gặp phiền phức. Sự tu hành không có giới hạn. Đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào bạn cũng có thể tu hành. Bạn có thể chứng ngộ trong lúc dọn quét sân chùa hay khi nhìn một tia nắng chiều, nhưng bạn phải luôn tỉnh giác. Nếu bạn hành thiền tinh tấn, bạn có thể chứng ngộ vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào. Đừng lơ là, hãy lưu ý, hãy cảnh giác. Khi đi khất thực, nhiều thứ cảm xúc khác nhau có thể phát sinh, và tất cả đều là pháp để tu tập. Khi bạn trở lại tu viện và ăn cơm, có rất nhiều pháp để bạn quán xét. Nếu bạn luôn nỗ lực, tất cả những thứ này sẽ là đối tượng của thiền quán, trí huệ sẽ nảy sinh và bạn sẽ chứng ngộ. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ không xem thường sự việc, chúng ta luôn quán chiếu các pháp. Một khi đạt đến trình độ này, sự tu hành của chúng ta sẽ không biết có ngày và đêm, nó sẽ tiếp tục không ngừng. Không có gì có thể ô nhiễm sự tu hành của chúng ta, và nếu có, chúng ta sẽ nhận biết ngay lập tức. Tâm sẽ không chạy theo những thứ như tôi nghĩ tôi sẽ đi tới nơi đó, hay có lẽ đi nơi kia, nhưng chỗ nọ có lẽ sẽ vui hơn. Đó là đường lối của thế gian. Đi theo đường đó, và rồi sự tu hành sẽ tiêu tan. Hãy luôn tỉnh giác, không ngừng quán xét. Thấy cây, thấy núi hay thấy thú vật cũng đều là cơ hội để quán xét. Hãy mang tất cả vào trong, quán xét chúng rõ ràng trong tâm của bạn. Khi một cảm giác nào đó nảy sinh, hãy nhận biết nó rõ ràng. Bạn có bao giờ thấy một cái lò gạch chưa? Người ta đốt lửa cách cái lò khoảng một thước. Nếu chúng ta làm lò gạch đúng cách, tất cả hơi nóng sẽ đi vào trong lò và công việc sẽ hoàn tất nhanh chóng. Cùng thế ấy, tất cả mọi cảm xúc của chúng ta cần được kéo vào bên trong để được chuyển thành chánh kiến. Lúc nhìn, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, tâm kéo tất cả vào trong. Những cảm xúc này có thể dẫn đến sự phát sinh trí huệ. Món quà chánh pháp này sẽ chỉ cho bạn con đường dẫn tới sự bình an nội tâm. Thân của bạn có thể rối rắm, nhưng tâm sẽ không. Người thế gian có thể rối rắm, nhưng bạn sẽ không, bởi vì tâm đã nhìn thấy. Đôi lúc cha mẹ của Chư Tăng ở Wat Pa Pong đến viếng thăm con trai của họ. Tôi ân hận là mình không có quà cho những vị khách này. Về vật chất, ở phương Tây người ta đã có quá nhiều, nhưng chánh pháp thì rất ít. Tôi đã từng đến đó và tận mắt nhìn thấy rằng họ không có đủ chánh pháp để mang đến sự bình an và tĩnh lặng. Họ chỉ có những thứ khiến cho đầu óc rối rắm và phiền toái.
phương Tây đã sẵn phong phú về vật chất và có rất nhiều thứ có thể khiến cho bạn khoan khoái. Tuy nhiên, người ta không hiểu Pháp nên họ cảm thấy nó rất phức tạp. Vì thế hôm nay tôi tặng cho các bạn một ít Pháp để mang về, như là một món quà từ Wat Pa Phong và Wat Pa Nanachat. Chánh Pháp là gì? Chánh Pháp là thứ có thể cắt xuyên qua những vấn đề và chướng ngại của chúng ta, giảm thiểu chúng dần cho đến khi không còn gì nữa. Đó gọi là chánh pháp, và đó là điều nên được khảo sát trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để rồi khi những ý tưởng phát sinh trong tâm, chúng ta có thể đối phó với chúng. Chúng ta ai cũng có vấn đề, dầu là sống tại Thái Lan hay tại những quốc gia khác. Nếu chúng ta không biết làm sao để giải quyết chúng, chúng ta sẽ luôn gặp chuyện đau khổ và căng thẳng. Chỉ có trí huệ mới giải quyết được vấn đề, và để có trí huệ, chúng ta phải phát triển và huấn luyện tâm. Tu hành không phải là một chuyện gì xa vời, nó nằm ngay tại đây, trong thân và tâm của chúng ta. Người Tây Phương hay người Thái Lan đều như nhau, cả hai đều có thân và tâm. Một thân thể và tâm trí rối ren có nghĩa là một người rối ren. Một thân thể và tâm trí bình an là một người bình an. Thật ra, tâm giống như nước mưa, trong sạch và thuần khiết. Nhưng nếu chúng ta rót vào đó vài giọt màu xanh, nó sẽ trở thành xanh. Nếu chúng ta rót vào đó nước màu vàng, nó trở thành vàng. Tâm cũng vậy. Khi một cảm thọ thoải mái rót vào tâm, tâm thấy thoải mái. Khi một cảm thọ khó chịu đến, tâm thấy khó chịu. Nó bị nhuốm màu giống như nước vậy. Khi nước trong tiếp xúc với màu vàng, nó đổi thành màu vàng. Khi nó tiếp xúc với màu xanh, nó biến thành xanh. Nó luôn thay đổi màu sắc. Thật ra, nước xanh hay nước vàng đó vốn dĩ trong sạch. Đây cũng là bản chất tự nhiên của tâm, trong sáng và thuần khiết. Nó trở nên rối rắm chỉ vì nó đuổi theo các cảm thọ. Nó lạc lối trong những cảm thọ khác nhau của nó. Để tôi giải thích rõ hơn. Thử tưởng tượng bạn đang ngồi trong một khu rừng yên tĩnh. Nếu không có gió, cây lá lặng yên. Khi gió thổi, chúng lay động. Tâm cũng tương tự như chiếc lá. Khi nó tiếp xúc một cảm thọ, nó cũng run rẩy và lay động tùy vào bản chất của cảm thọ đó. Và chúng ta càng ít hiểu biết về chánh pháp, tâm càng thích chạy theo các cảm thọ của nó. Khi vui, nó chìm đắm trong niềm vui. Khi đau khổ, nó chìm đắm trong sự đau khổ. Cứ rối rắm như thế mãi. Cuối cùng thì người ta bị thần kinh. Tại sao? Bởi vì họ không biết. Họ chỉ chạy theo những cảm thọ của mình và không biết làm sao để chăm sóc cho tâm của mình. Khi tâm không được chăm sóc, nó giống như một đứa trẻ không cha không mẹ, một đứa trẻ mồ côi không có nơi nương tựa, và vì thế nó cảm thấy rất bất an. Cùng thế ấy, nếu tâm không được chăm sóc, không được điều phục với chánh kiến, sự việc có thể trở nên rất phiền toái. Phương pháp điều phục tâm mà tôi sắp nói đây là cách làm cho tâm bình an và tĩnh lặng. Bạn dùng nó để điều phục tâm và để quán chiếu thân thể sau khi tâm đã thuần hóa. Con người bao gồm hai phần, thân và tâm. Chỉ có hai phần này thôi. Thân thể là cái có thể được nhìn thấy với mắt trần. Tâm thì không có khía cạnh vật chất. Tâm chỉ có thể được nhìn thấy với con mắt huệ hay con mắt bên trong. Hai thứ này, thân và tâm, luôn ở trong trạng thái rối ren, hỗn loạn. Tâm là gì? Tâm không thực sự là một thứ gì cả. Nó là cái nhìn thấy và cảm nhận. Cái cảm nhận, tiếp thu và kinh nghiệm mọi ấn tượng tâm trí, đó gọi là tâm. Khi tôi nói với bạn, tâm bạn nhận biết những gì tôi nói.
âm thanh đi vào lỗ tai bạn và bạn biết tôi vừa nói những gì. Cái vừa kinh nghiệm điều này được gọi là tâm. Tâm không có một tự ngã hay thực chất, nó không có hình dáng, nó chỉ kinh nghiệm những động thái của tâm mà thôi. Nếu chúng ta dạy cái tâm này có chánh kiến, nó sẽ không có vấn đề gì cả, nó sẽ an ổn. Tâm là tâm, đối tượng của tâm là đối tượng của tâm. Đối tượng của tâm không phải là tâm, tâm không phải là những đối tượng đó. Để có thể hiểu rõ tâm và đối tượng của tâm, chúng ta nói rằng tâm là cái tiếp nhận những đối tượng hiện lên trong đó. Khi hai thứ này, tâm và đối tượng của tâm tiếp cận nhau, chúng tạo nên những cảm xúc. Có cái dễ chịu, có cái khó chịu, có cái mát mẻ, có cái nóng bức, đủ thứ. Khi chúng ta không có trí huệ để đối phó với những cảm xúc này, tâm sẽ bị khuấy động. Thiền là phát triển tâm để nó trở thành cơ sở của sự phát sinh trí huệ. Ở đây, chúng ta lấy hơi thở làm đối tượng của tâm. Chúng ta gọi đó là sự chánh niệm về hơi thở. Chúng ta dùng hơi thở làm đối tượng thiền quán bởi vì nó là cách dễ nhất và vì nó đã từng được sử dụng trong thiền môn từ nghìn xưa. Khi ngồi thiền, chúng ta ngồi xếp bằng, chân phải đặt trên chân trái, bàn tay phải trên bàn tay trái, lưng thẳng đứng và tự nhủ: bây giờ ta sẽ buông xuống mọi gánh nặng và lo âu. Bạn không muốn bất cứ điều gì khiến cho bạn lo lắng. Hãy buông bỏ tất cả mọi lo âu vào lúc này. Sau đó, chú tâm vào hơi thở, rồi hít vào và thở ra. Đừng cố làm cho hơi thở dài thêm hay ngắn bớt. Đừng cố làm cho nó mạnh hay nhẹ hơn. Chỉ để tự nhiên. Sự chánh niệm khởi sinh từ tâm sẽ nhận biết hơi thở ra và hơi thở vào. Hãy bình thản, đừng nghĩ đến bất cứ điều gì. Điều duy nhất bạn phải làm là chú tâm vào hơi thở ra và hơi thở vào. Ngoài việc đó ra, bạn không phải làm điều gì khác. Chú tâm hoàn toàn vào hơi thở ra và hơi thở vào khi chúng xảy ra. Nhận biết phần đầu, phần giữa và phần cuối của mỗi hơi thở. Khi hít vào, phần đầu của hơi thở là chóp mũi, phần giữa nơi trái tim và phần cuối nơi bụng. Khi thở ra thì ngược lại, phần đầu của hơi thở ở nơi bụng, phần giữa nơi trái tim, phần cuối nơi chóp mũi. Tập trung sự chú ý vào ba điểm này sẽ giảm thiểu mọi lo âu. Đừng nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Cột sự chú ý của bạn vào hơi thở. Có lẽ những ý tưởng khác sẽ đi vào đầu và làm bạn sao lãng. Không sao, cứ việc xoay sự chú ý trở lại với hơi thở. Đôi lúc tâm có thể phán đoán và khảo sát những cảm thọ của nó, nhưng cứ tiếp tục tu tập, liên tục nhận biết phần đầu, phần giữa và phần cuối của mỗi hơi thở. Cuối cùng, tâm sẽ nhận biết hơi thở ở ba điểm này trong mọi thời khắc. Khi bạn tu tập như thế một thời gian, thân và tâm sẽ quen dần, sự mệt mỏi sẽ biến mất. Thân thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và hơi thở sẽ ngày càng trở nên thanh nhẹ hơn. Sự tỉnh thức hay chánh niệm sẽ bảo vệ tâm và canh chừng nó. Chúng ta tu tập như thế này cho đến khi tâm bình an và tĩnh lặng, cho đến khi tâm hoàn toàn thâm nhập vào hơi thở, trở thành một với hơi thở. Tâm an định, không rối loạn. Nó biết đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của mỗi hơi thở và tập trung vào đó. Rồi khi tâm đã bình an, chúng ta chỉ theo dõi hơi thở ra và hơi thở vào tại chóp mũi thôi. Chúng ta không phải chạy theo nó xuống tới bụng và đi trở ngược lên nữa. Chỉ tập trung vào chóp mũi, nơi hơi thở đi vào và đi ra. Đây gọi là an định tâm, tức là khiến cho tâm thanh thản và bình an.
khi sự tĩnh lặng phát sinh, tâm dừng lại. Nó dừng lại với đối tượng duy nhất của nó, hơi thở. Đây là phương pháp làm cho tâm an định để trí huệ có thể phát sinh. Đây là sự khởi đầu, là nền tảng tu hành của chúng ta. Bạn nên cố tu tập như thế mỗi ngày, ở bất cứ nơi nào. Dầu là ở nhà, trong xe hơi, nằm hay ngồi, bạn nên tỉnh thức và quan sát tâm liên tục. Đây gọi là pháp điều phục tâm và nên được thực hành trong cả bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Điều chúng ta cần nhận biết là trạng thái của tâm trong từng giây phút. Và để làm thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và nhận biết chính mình. Tâm đang vui vẻ hay đau khổ vậy? Nó có rối loạn không? Nó có bình an không? Nhận biết tâm bằng cách này giúp cho tâm trở nên tĩnh lặng. Và khi nó đã tĩnh lặng, trí huệ sẽ phát sinh. Với tâm tĩnh lặng, hãy khảo sát đối tượng thiền quán. Thân thể từ đỉnh đầu đến gót chân, rồi ngược trở lại đỉnh đầu. Cứ làm như thế mãi. Mang sự chú ý của bạn tới tóc, lông, móng tay, răng và da. Trong pháp thiền này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng toàn bộ thân thể bao gồm bốn nguyên tố: đất, nước, gió và không khí. Những phần đặc vật cứng trong cơ thể hình thành nguyên tố đất, những phần lỏng và chảy nguyên tố nước. Các thứ gió đi xuống đi lên cơ thể tạo thành nguyên tố không khí, và hơi nóng trong cơ thể chúng ta tạo nên nguyên tố lửa. Tất cả gồm thâu lại tạo thành cái mà chúng ta gọi là con người. Tuy nhiên, khi thân thể tan rã thì chỉ còn lại bốn nguyên tố mà thôi. Đức Phật dạy rằng không có cái gọi là con người, không có người Thái Lan, không có người Tây Phương, không có ai cả, mà cuối cùng chỉ bốn nguyên tố này, chỉ bấy nhiêu thôi. Chúng ta cho rằng có một người hay một chúng sinh, nhưng trên thực tế thì không hề có những thứ đó. Dầu nói riêng như những nguyên tố đất, nước, gió, không khí, hay nói chung với cái danh xưng con người, tất cả những thứ này đều vô thường, khổ và vô ngã. Chúng không ổn định, không chắc chắn và luôn thay đổi, không ổn định đến được một phút. Thân thể chúng ta không ổn định và luôn thay đổi. Tóc thay đổi, móng tay thay đổi, răng thay đổi, da thay đổi, mọi thứ thay đổi một cách hoàn toàn. Tâm chúng ta cũng vậy, nó luôn thay đổi. Nó không có một tự ngã hay có thực chất. Nó không thật sự là chúng ta hay chúng nó, mặc dù nó có thể nghĩ như thế. Có lẽ nó sẽ nghĩ về việc tự sát, có lẽ nó sẽ nghĩ đến hạnh phúc hay đau khổ, đủ thứ cả. Nó không ổn định. Nếu chúng ta không có trí huệ và chúng ta tin tưởng vào cái tâm này của mình, nó sẽ lừa gạt chúng ta mãi, và chúng ta sẽ cứ khổ rồi vui, vui rồi khổ. Tâm là một thứ bất ổn, thân cũng bất ổn, đi chung với nhau, chúng mang tính chất vô thường, là nguyên nhân của khổ đau và không có tự ngã. Những thứ này Đức Phật nói không phải là chúng sinh, không có một tự ngã, không có linh hồn, không phải là chúng ta hay chúng nó. Chúng chỉ là những nguyên tố đất, nước, gió và không khí, chỉ là những nguyên tố mà thôi. Khi tâm nhìn thấy điều này, nó sẽ xả bỏ mọi dính mắc cho rằng tôi xinh đẹp, tôi tốt, tôi ác độc, tôi đau khổ, tôi có, tôi cái này, tôi cái kia. Bạn sẽ kinh nghiệm một trạng thái hợp nhất, bởi bạn nhận ra rằng tất cả mọi người trên căn bản đều như nhau. Không có cái ta, chỉ có những nguyên tố. Khi bạn quán chiếu và nhìn thấy sự vô thường, khổ và vô ngã, bạn không còn bám vào một tự ngã, một con người, một cái ta, anh ta hay cô ta nữa. Tâm đã thấy điều này sẽ trở nên bình thản. Nó nhìn thấy tất cả mọi thứ đều vô thường, bất toại nguyện và vô ngã.
và rồi tâm dừng lại. Tâm là chánh pháp. Tham, sân, si sẽ giảm thiểu dần cho đến khi chỉ còn lại tâm, chỉ cái tâm thanh tịnh mà thôi. Đây gọi là tu thiền. Món quà chánh pháp này tôi tặng cho bạn để bạn nghiền ngẫm và quán xét trong đời sống hàng ngày của mình. Nó sẽ cho bạn thấy con đường dẫn tới sự bình an nội tâm. Nó sẽ trả lại cho tâm sự tĩnh lặng. Thân thể của bạn có thể đang rối loạn, nhưng tâm của bạn sẽ không. Những người thế gian có thể rối rắm, nhưng bạn sẽ không, bởi vì tâm đã nhìn thấy. Tâm là chánh pháp. Đây là chánh đạo, là pháp môn đúng đắn. Những thứ mà tôi vừa kể trên đây là về cái tâm thuận theo tự nhiên. Đây không phải là sự mô tả trên lý thuyết về cái tâm hay những trạng thái tâm lý. Không cần những thứ đó, khi có niềm tin, bạn sẽ đi vào đó và thật sự làm thế. Đây không phải là chuyện đùa. Khi sự tu hành của bạn đạt đến giai đoạn mà tôi vừa mô tả, thế giới hoàn toàn đảo ngược. Sự hiểu biết của bạn về thực tại sẽ hoàn toàn khác hẳn. Quan điểm của bạn hoàn toàn thay đổi. Nếu có người nào nhìn thấy bạn vào lúc đó, họ có thể cho rằng bạn điên. Nếu kinh nghiệm này xảy đến với một người chưa hiểu rõ chính mình, người đó có thể bị điên, bởi vì không còn thứ gì giống như trước nữa. Nhân loại không còn giống như trước nữa, nhưng bạn là người duy nhất nhìn thấy điều này. Mọi thứ đều thay đổi, tư tưởng của bạn bị biến hóa. Những người khác nghĩ một đường, bạn nghĩ một nẻo. Họ nhìn thấy sự việc theo một cách, bạn nhìn sự việc theo một cách khác. Họ đang đi xuống một con đường, trong khi bạn đang trèo lên một con đường khác. Bạn không còn giống như họ. Lối kinh nghiệm này về sự việc không thoái bộ, nó tiếp tục như vậy mãi. Hãy thử đi. Nếu nó thật sự như tôi mô tả, bạn sẽ không phải tìm kiếm quá xa. Chỉ nhìn vào chính tâm của bạn, cái tâm này vô cùng dũng mãnh, vô cùng can đảm. Đây là năng lực của tâm, là nguồn cội của sức mạnh và năng lượng. Tâm có nội lực này, đây là năng lực của thiền định. Ở giai đoạn này, điều mà tâm nhận được từ thiền định vẫn là năng lượng và sự thanh tịnh. Đây là mức độ thiền định rốt ráo. Định tâm đã đạt đến đỉnh cao. Nó không chỉ là sự tập trung tư tưởng tạm thời. Nếu bạn đổi sang thiền minh sát vào lúc này, sự quán chiếu sẽ rõ ràng và không bị gián đoạn. Hay bạn có thể dùng năng lượng của thiền định cho những việc khác. Từ điểm này trở đi, bạn có thể phát triển bất cứ loại thần thông nào, làm phép lạ vân vân. Những người tu khổ hạnh và các ẩn sĩ đã dùng năng lượng của thiền định để làm nước thánh hay bùa chú. Những thứ này có thể hữu ích trong một cách nào đó, nhưng nó giống như rượu, bạn có thể bị say. Cảnh giới thiền định này là điểm dừng nghỉ. Đức Phật ngừng lại và trụ ở đây. Nó là nền tảng cho sự quán xét và minh sát. Tuy nhiên, bạn không cần phải đạt đến mức định thâm sâu này để có thể quán xét những hiện tượng chung quanh chúng ta và tiến trình nhân quả. Để làm thế, chúng ta tập trung sự bình an và sáng suốt của tâm để phân tích hình sắc, âm thanh, hương vị, xúc chạm của thân thể, tư tưởng và những tâm thái mà chúng ta kinh nghiệm. Hãy xem xét mọi tâm trạng và cảm xúc, dù là khẳng định hay phủ định, vui hay buồn. Xem xét mọi thứ giống như có một người nào khác đang trèo lên cây xoài và rung cây, trong khi chúng ta đợi ở bên dưới để nhặt quả xoài. Những quả hư thối chúng ta không nhặt, chỉ nhặt những quả xoài tốt mà thôi. Như thế sẽ không nhọc sức nhiều, bởi vì chúng ta không phải trèo cây, chúng ta chỉ việc đợi bên dưới để thu lượm kết quả mà thôi. Bạn có hiểu sự so sánh này không? Xem xét sự việc với một cái tâm bình an cho chúng ta sự hiểu biết lớn lao hơn. Chúng ta không còn phải diễn giải dài dòng những gì vừa xảy ra, tài sản, danh vọng, sự khen chê, hạnh phúc và đau khổ từ chúng tìm đến. Và chúng ta tự tại, chúng ta khôn ngoan, xem xét và phân chia những thứ này cũng vui lắm. Cái mà người khác gọi là thiện, ác, tốt, xấu, ở đây, ở đó, hạnh phúc, đau khổ hay bất cứ gì đều được thâu gom để làm lợi cho chúng ta. Đã có một người khác trèo lên cây xoài và đang rung cây để xoài rớt xuống. Chúng ta chỉ vui vẻ nhặt xoài mà không sợ hãi gì cả. Có gì để sợ chứ? Đã có người khác rung cây xoài cho chúng ta. Tài sản, danh lợi, sự khen chê, hạnh phúc, đau khổ và tất cả những thứ khác
đều không khác gì những quả xoài đang rơi rụng. Chúng ta xem xét chúng với một cái tâm bình an, rồi chúng ta sẽ biết quả nào là ngon và quả nào là hư thối. Hằng thuần thiên nhiên. Khi chúng ta bắt đầu vận dụng sự bình an và tĩnh lặng mà chúng ta phát triển qua sự thiền định để quán chiếu những thứ này, trí huệ phát sinh. Tôi gọi đây là trí huệ, đây là Vipassana. Nó không phải là một thứ để bịa đặt và diễn giải. Nếu chúng ta khôn ngoan, Vipassana sẽ phát triển một cách tự nhiên. Chúng ta không phải đặt tên cho những gì xảy ra. Nếu chỉ có một chút sáng suốt, chúng ta gọi đây là chút ít Vipassana. Khi cái nhìn rõ ràng hơn một chút, chúng ta gọi đó là Vipassana trung bình. Nếu cái biết hoàn toàn phù hợp với chân lý, bạn gọi đó là Vipassana rốt ráo. Tôi thích dùng chữ trí huệ hơn là chữ Vipassana. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình sẽ hành thiền minh sát, chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối. Sự minh sát chỉ nên được bắt đầu sau khi tâm đã bình an và tĩnh lặng, và rồi toàn bộ tiến trình sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Chúng ta không thể miễn cưỡng nó. Đức Phật dạy rằng tiến trình này phát triển theo tốc độ riêng của nó. Một khi sự tu hành đã đạt đến mức độ này, chúng ta cho phép nó phát triển thuận theo những năng khiếu bẩm sinh, đạo tâm và phước báo tích lũy từ quá khứ. Nhưng chúng ta không bao giờ ngừng nỗ lực. Tiến bộ nhanh hay chậm không phải là chuyện của chúng ta. Nó không nằm trong khả năng của chúng ta. Cũng giống như việc trồng cây, cây biết nó cần phải mọc nhanh chừng nào. Nếu chúng ta muốn cho nó mọc nhanh hơn khả năng của nó, đó chỉ là ảo tưởng. Nếu chúng ta muốn nó mọc chậm hơn, đó cũng là ảo tưởng. Chúng ta làm bổn phận của mình, và rồi kết quả sẽ đến, giống như việc trồng cây vậy. Ví dụ, chúng ta muốn trồng một bụi ớt, bổn phận của chúng ta là đào một cái lỗ, gieo hạt ớt, tưới nước, bón phân và bắt sâu. Đây là công việc của chúng ta, và chỉ bấy nhiêu thôi. Đây là nơi đức tin bước vào. Cây ớt mọc hay không là tùy nơi nó, đó không phải là công việc của chúng ta. Chúng ta không thể lôi kéo cái cây để làm cho nó mọc nhanh hơn. Chúng ta chỉ có bổn phận tưới nước và bón phân. Tu hành theo cách này sẽ thoải mái hơn nhiều. Nếu chúng ta đắc đạo trong đời này cũng tốt. Nếu chúng ta phải đợi đến vài kiếp sau cũng không sao. Chúng ta có niềm tin vững chắc vào giáo pháp. Chúng ta tiến bộ nhanh hay chậm còn tùy vào những năng khiếu bẩm sinh, đạo tâm và phước báo mà chúng ta tích lũy từ trước. Tu hành như thế này, tâm sẽ thanh thản. Giống như khi chúng ta đi xe ngựa, chúng ta không đặt cái xe trước con ngựa. Hay như khi chúng ta cày ruộng mà lại đi phía trước con trâu thay vì đi đằng sau nó. Ý tôi muốn nói là tâm đi ra trước chính nó, tâm nôn nóng, nó muốn có kết quả ngay. Như vậy là sai. Đừng đi phía trước con trâu của bạn, bạn phải đi phía sau con trâu. Giống như cây ớt mà chúng ta đang trồng, cứ tưới nước và bón phân cho nó, và nó sẽ làm công việc hấp thu chất bổ. Khi kiến hay mối phá hoại nó, chúng ta đuổi chúng đi. Chỉ làm bấy nhiêu thôi là đủ để cây ớt mọc khỏe mạnh. Và một khi nó mọc khỏe mạnh, đừng ép nó trổ qua ngay. Đó không phải là công việc của chúng ta. Làm thế chỉ khiến chúng ta khổ sở một cách không cần thiết. Hãy cho phép nó trổ qua vào đúng thời điểm của nó. Và một khi cây ớt trổ qua, đừng đòi nó phải kết trái ngay. Đừng áp bức, làm thế chỉ tạo nên khổ đau. Một khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta biết những gì là bổn phận của mình và những gì không phải. Tâm biết vai trò của nó. Nếu tâm không hiểu vai trò của nó sẽ cố ép cây ớt kết trái ngay trong ngày đầu tiên chúng ta trồng nó. Tâm sẽ ép nó mọc và đơm hoa, kết trái trong vòng một ngày. Điều này phản ảnh chân lý thứ hai, đó là tham ái khiến đau khổ phát sinh. Nếu chúng ta suy ngẫm chân lý này, chúng ta sẽ hiểu rằng miễn cưỡng kết quả trong sự tu hành là ảo tưởng hoàn toàn. Như thế là sai. Hiểu biết cách làm việc của tâm, chúng ta buông bỏ và cho phép sự việc phát triển phù hợp với căn cơ, năng khiếu bẩm sinh và phước báo của mình. Chúng ta cứ tiếp tục làm bổn phận của mình, đừng lo sự khai ngộ sẽ lâu hay mau. Bởi dầu chúng ta
phải cần đến vài trăm kiếp hay vài ngàn kiếp nữa để đắc đạo thì sao chứ? Dầu là bao nhiêu kiếp nữa, chúng ta vẫn cứ tu hành với một cái tâm thanh thản và vui vẻ với mức độ tiến hóa của mình. Một khi tâm đã nhập lưu, chúng ta không có gì phải sợ, nó sẽ vượt lên ngay cả những điều ác nhỏ nhất. Đức Phật dạy rằng tâm là một Sotapanna. Người đạt bước khai ngộ đầu tiên đã bước vào dòng pháp lưu dẫn đến sự đắc đạo. Những người này sẽ không bao giờ phải sinh vào những cảnh giới thấp kém, không bao giờ sa vào địa ngục. Làm sao họ có thể sa vào địa ngục khi tâm của họ đã buông bỏ điều ác? Họ đã nhìn thấy hiểm họa của nghiệp ác. Dầu bạn có ép họ nói hay làm điều ác, họ không thể làm thế. Cho nên không cách nào họ có thể sa xuống địa ngục hay những cảnh giới thấp hèn. Tâm của họ trôi chảy theo pháp lưu. Một khi bạn đã dự lưu, vào dọc, bạn biết bổn phận của mình là gì, bạn hiểu công việc phải làm, bạn biết cách tu hành, bạn biết lúc nào nên phấn đấu, lúc nào nên thư giãn, bạn hiểu thân tâm của mình, tiến trình vật lý và tâm lý này, và bạn từ bỏ những thứ cần phải bỏ, liên tục từ bỏ mà không một chút nghi ngờ. Thay đổi quan điểm. Trong cuộc đời tu hành của tôi không cố gắng tinh thông quá nhiều thứ, chỉ một thôi. Tôi tinh luyện cái tâm này. Chẳng hạn, chúng ta nhìn vào một thân thể, nếu chúng ta thấy mình ưa thích một thân thể nào đó, hãy phân tích nó, hãy quan sát kỹ tóc, lông, móng tay, răng và da. Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu những phần này trên cơ thể một cách toàn diện và lặp đi lặp lại. Hãy hình dung chúng riêng rẽ, tách chúng ra, đốt chúng cháy và lột lớp da bên ngoài. Bạn quán chiếu như thế đó. Hãy kiên trì hành thiền cho đến khi định lực vững vàng. Hãy nhìn mọi người như nhau. Chẳng hạn, buổi sáng khi các tỳ kheo và sa di đi vào làng Quá Duyên, dầu là thế ai, một dân làng hay một tỳ kheo khác, họ đều hình dung anh ta hay cô ta như một cái xác chết. Một cái xác chết đang đi loạn choạng trên đường phía trước họ. Cứ nhận thức như thế mãi, đây là cách để phấn đấu. Nó dẫn tới sự điềm tĩnh và tiến bộ. Khi nhìn thấy một phụ nữ quyến rũ, hãy hình dung cô ấy như một xác chết biết đi. Thân thể cô thối rữa và bốc mùi nồng nặc. Hãy nhìn mọi người như thế, đừng để họ đến quá gần, đừng để sự say đắm lưu lại trong tâm bạn. Nếu bạn nhìn thấy những người khác mục rữa và hôi thối, tôi dám chắc là bạn sẽ không say đắm quá lâu. Hãy quán chiếu cho đến khi bạn cảm thấy những gì mình nhìn thấy thật sự là như vậy, cho đến khi nó rõ ràng, cho đến khi bạn thông thạo. Bất kể bạn đi đến đâu, bạn cũng sẽ không lạc lối. Đặt hết tâm trí của bạn vào đó, nhìn thấy ai, bạn cũng thấy như đang nhìn một cái xác chết. Bất kể là nam hay nữ, cứ xem đó như một xác chết. Và đừng quên nhìn vào chính mình như một xác chết. Cuối cùng, đây sẽ là tất cả những gì còn lại. Hãy cố phát triển cách nhìn này cho đến chỗ toàn mỹ. Huấn luyện với nó cho đến khi nó trở thành một phần trong tâm bạn. Tin tôi đi, điều này rất thú vị. Nếu bạn thật sự làm thế. Nhưng nếu bạn bận rộn đọc nó từ sách vở, bạn sẽ bị trở ngại. Bạn phải thực hiện nó, và với tất cả sự tinh cần. Làm thế cho đến khi sự quán chiếu này trở thành một phần của bạn. Hãy lấy sự chứng ngộ chân lý làm mục tiêu. Nếu bạn được thúc đẩy bởi ước muốn thoát khổ, đó là bạn đang đi đúng đường. Thời nay, có nhiều người giảng dạy thiền minh sát Vipassana và nhiều pháp thiền khác nhau. Nhưng sự thật thì thiền minh sát không phải dễ. Chúng ta không thể nhảy ngay vào đó. Pháp thiền này sẽ không có kết quả nếu nó không xuất phát từ một tiêu chuẩn đích hạnh cao. Hãy tự biết mình. Đức hạnh và giới luật rất cần thiết. Bởi nếu thân, khẩu, ý của chúng ta không thanh tịnh, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đứng vững trên hai chân của mình. Thiền định mà không có đức hạnh là bỏ đi phần quan trọng trong đạo. Cùng thế ấy, đôi lúc bạn nghe người ta nói, bạn không cần đạt đến trạng thái tĩnh lặng, cứ đi thẳng vào thiền minh sát. Những người cẩu thả ưa đi ngang về tắt mới nói như thế. Họ nói rằng bạn không cần bận tâm với giới luật, nghiêm trì và tịnh quá phẩm hạnh là một công việc đầy thử thách, không phải chuyện đùa. Nếu chúng ta có thể bỏ qua phần giáo lý về đạo đức thì dễ hơn nhiều.
phải không? Mỗi khi có vấn đề, chúng ta chỉ việc tránh nó bằng cách bỏ qua. Dĩ nhiên, chúng ta ai cũng thích bỏ qua những vấn đề khó khăn. Có một lần một tỳ kheo đến gặp tôi và nói rằng anh ta là một thiền giả thứ thiệt. Anh xin phép ở lại tu viện với tôi và hỏi thăm về thời khóa biểu sinh hoạt và tiêu chuẩn tu hành tại đây. Tôi giải thích với anh ta rằng trong tu viện này chúng ta sống dựa vào luật tạng, đó là giới luật của người xuất gia cho Đức Phật đề ra. Và nếu anh ta muốn đến tu với tôi, anh cũng phải từ bỏ tiền bạc cùng với những áo tu trước và thuốc men của anh. Anh bảo với tôi rằng đường lối tu hành của anh là không dính mắc vào mọi quy ước. Tôi nói với anh là tôi không hiểu anh ta đang nói gì. Cứ để tôi ở lại đây, anh ta yêu cầu, và để tôi giữ tất cả tiền bạc của tôi nhưng không dính mắc vào đó. Tiền bạc chỉ là một quy ước thôi. Tôi nói dĩ nhiên là được. Nếu anh có thể ăn muối mà không thấy mặn thì anh có thể sử dụng tiền mà không bị dính mắc vào đó. Đúng là nói chuyện diễn dông. Thật ra anh ta lười biếng, không muốn chấp hành những chi tiết trong giới luật. Không dễ đâu, tôi nói. Nếu anh có thể ăn muối và đoan chắc với tôi rằng nó mặn, tôi sẽ tin anh. Nhưng nếu anh nói rằng nó không mặn, hãy để tôi cho anh một bịch muối để ăn. Cứ thử đi, nó không mặn thật sao? Không dính mắc vào các quy ước, không chỉ là nói miệng mà thôi. Nếu anh nói chuyện kiểu này, anh không thể ở lại đây với tôi. Thế là anh ta bỏ đi. Khi bắt đầu phát triển sự tĩnh lặng của thiền chỉ, đừng thử một hai lần rồi thôi, vì thế tâm không bình an. Như vậy là sai. Bạn phải hành thiền một thời gian dài. Tại sao phải cần một thời gian dài? Thử nghĩ xem, chúng ta cho phép tâm mình đi lạc đã bao nhiêu năm rồi? Mỗi khi tâm ra lệnh cho chúng ta đi hướng nào, chúng ta chạy theo hướng đó. Để an định một cái tâm lăng xăng, để làm cho nó dừng lại, làm cho nó tĩnh lặng, một vài tháng tu thiền không đủ đâu. Có đúng không? Khi chúng ta khởi sự huấn luyện tâm để nó bình thản trong mọi hoàn cảnh, hãy hiểu rằng vào lúc đầu, khi một cảm thọ quế trược phát sinh, tâm sẽ không bình an. Nó sẽ sao lãng và rối loạn. Tại sao? Bởi vì có sự ham muốn. Chúng ta không muốn tâm suy nghĩ, chúng ta không muốn bất cứ điều gì khiến tâm chạy ra ngoài. Cái không muốn này là một thứ ham muốn. Chúng ta càng muốn không kinh nghiệm một điều gì, chúng ta càng mời gọi và đẩy nó vào. Tôi không muốn như thứ này, tại sao chúng cứ quay trở lại mãi? Là thế đó. Chúng ta muốn sự việc tồn tại theo một cách nào đó, bởi chúng ta không hiểu tâm của mình. Có thể phải lâu lắm chúng ta mới nhận ra rằng đùa chơi với những thứ này là một sự nhầm lẫn. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ nhận ra, ồ, những thứ này đến bởi vì mình mời gọi chúng. Muốn không có một điều gì, muốn được bình an, muốn không bị sao lãng và hiếu động, đều là sự ham muốn. Chúng là những cục sắt nóng đỏ. Nhưng đừng lo, cứ tiếp tục tu hành. Mỗi khi chúng ta kinh nghiệm một cảm thọ, hãy quán xét nó, quán xét tính vô thường, khổ và vô ngã của nó, và rồi phản ảnh và khảo sát. Những cảm thọ quế trượt này gần như luôn luôn đi kèm với sự suy nghĩ quá nhiều. Cảm thọ đi tới đâu, sự suy nghĩ lẻo đẻo theo tới đó. Sự suy nghĩ và trí huệ là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Sự suy nghĩ chỉ phản ứng và chạy theo những cảm thọ của chúng ta, và nó tiếp diễn không ngừng. Nhưng nếu trí huệ làm việc, nó sẽ mang tâm vào sự tĩnh lặng. Tâm dừng lại và không đi đâu nữa, chỉ có cái biết và sự nhận biết về những gì đang được kinh nghiệm. Khi cảm thọ này phát sinh, tâm là như thế này. Khi cảm thọ đó phát sinh, tâm là như thế kia. Chúng ta giữ vững cái biết, cuối cùng thì tâm nhận ra. Thì ra tất cả những sự suy nghĩ này, những sự nguyên thiên này, những sự lo âu và phán xét này đều là những thứ vô nghĩa, không có thực chất. Tất cả đều vô thường, khổ, và không phải là tôi hay của tôi. Hãy ném nó vào một trong ba phân loại này và dập tắt cuộc nổi loạn. Dập tắt nó ngay tại nơi nó phát sinh. Sau này chúng ta ngồi thiền trở lại, nó sẽ xuất hiện nữa. Cứ canh gác nó, theo dõi nó. Giống như việc chăn trâu, bạn có người tá điền một ít lúa và con trâu. Con trâu muốn ăn những cây lúa này. Trâu thích ăn lúa, phải không? Tâm của bạn cũng giống như con trâu. Những cảm thọ quế trượt là những cây lúa.
cái biết là người tá điền. Tu hành cũng giống như vậy, không khác. Hãy tự mình so sánh thì biết. Khi chăn trâu bạn làm gì? Bạn cho phép nó đi tự do, nhưng bạn trông chừng nó. Nếu nó đi quá gần đến những cây lúa, bạn la lên. Khi con trâu nghe la, nó lùi lại. Nhưng đừng lơ là. Nếu bạn gặp phải một con trâu cứng đầu, không quan tâm đến sự cảnh báo của bạn, hãy lấy một cái que và đánh mạnh vào mông đít của nó, rồi nó sẽ không dám đến gần mấy cây lúa. Nhưng đừng vội mừng. Nếu bạn nằm xuống và ngủ quên, những cây lúa đó sẽ quá kiếp hết. Tu hành cũng vậy. Bạn canh gác tâm của mình, cái biết trong chừng tâm. Những người canh chừng tâm của mình sẽ thoát khỏi cái bẫy của ba dương. Tuy nhiên, cái biết này cũng chính là tâm. Cho nên, ai là cái quan sát tâm đây? Điều này có thể khiến cho bạn bối rối. Tâm là một thứ, cái biết là một thứ khác. Nhưng cái biết bắt nguồn từ chính cái tâm này. Thế nào là biết tâm? Như thế nào là kinh nghiệm, những tâm thái và cảm thọ? Như thế nào là tâm không có một cảm thọ quế trượt nào? Cái nhận biết những điều này là cái biết. Cái biết theo dõi tâm. Và từ cái biết này mà trí huệ phát sinh. Tâm là cái suy nghĩ và bị vướng trong những cảm thọ. Hết cảm thọ này đến cảm thọ khác, y hệt như con trâu của chúng ta vậy. Bất kể nó đi về hướng nào, canh chừng nó cẩn thận, làm sao nó có thể chạy thoát được. Nếu nó nhẫn da đến gần mấy cây lúa, la lớn lên. Nếu nó không nghe, đánh vào đít nó, bét. Đây là cách bạn vô hiệu hóa sự ham muốn của nó. Huấn luyện tâm cũng vậy. Khi tâm kinh nghiệm một cảm thọ và nắm giữ nó, công việc của cái biết là dạy cho nó phân tích xem cái cảm thọ này là tốt hay xấu, giải thích với tâm cách làm việc của nhân quả. Và khi nó nắm bắt một thứ gì đó mà nó nghĩ là dễ thương, cái biết lại phải dạy dỗ tâm, lại phải giải thích về luật nhân quả, cho đến khi tâm có thể dứt bỏ điều đó qua một bên. Điều này dẫn đến sự bình an nội tâm. Sau khi nhận ra rằng bất cứ thứ gì nó nắm bắt đều vốn chẳng đáng ưa, tâm sẽ dừng lại. Nó sẽ không còn bị những thứ đó quấy nhiễu nữa, bởi vì nó bị khiển trách không ngừng. Hãy quyết tâm ngăn trở sự ham muốn của tâm, thách thức nó đến cùng, cho đến khi sự giảng dạy thâm nhập vào tâm. Đó là cách bạn huấn luyện tâm. Kể từ ngày tôi vào rừng để hành thiền, tôi tu hành như thế đó. Khi tôi huấn luyện các đệ tử của mình, tôi huấn luyện họ tu hành theo cách đó. Bởi vì tôi muốn họ nhìn thấy chân lý, thay vì chỉ đọc nó từ kinh điển. Tôi muốn họ biết rõ là tâm của họ đã thoát khỏi những định kiến chưa. Khi sự giải thoát xảy ra, bạn biết. Và khi sự giải thoát chưa xảy ra, hãy quán chiếu tiến trình nhân quả của mọi việc. Quán chiếu cho đến khi bạn hiểu biết hoàn toàn. Một khi tiến trình nhân quả được thấu suốt, nó sẽ tự động rời bỏ chúng ta. Khi điều gì đó xảy đến với bạn và không chịu rời khỏi, hãy khảo sát nó. Đừng bỏ cuộc cho đến khi nó thả bạn ra. Khảo sát không ngừng ngay tại đây. Đây là cách tôi huấn luyện mình. Bởi Đức Phật dạy rằng bạn phải hiểu biết chính mình. Các bậc minh triết từ xưa đến nay đều tự họ nhận biết chân lý. Bạn phải khám phá nó ngay trong tâm của bạn. Hãy biết chính mình. Nếu bạn tin tưởng vào những gì mình biết và có tự tin, bạn sẽ bình thản đối với sự khen chê của thế gian. Bất kể người khác nói gì, bạn đều bình thản. Tại sao? Bởi vì bạn biết chính mình. Nếu có người nịnh hót bạn với lời khen tặng, nhưng bạn không thật sự xứng đáng với điều đó, bạn có tin họ không? Dĩ nhiên là không. Bạn vẫn tiếp tục tu hành. Khi một người không tự tin được người khác tán thán, họ tưởng họ là vậy và nó làm thiên lệch cái nhìn của họ. Cùng thế ấy, khi có người chỉ trích bạn, hãy nhìn lại chính mình. Không, điều họ nói là không đúng. Họ buộc tội mình, nhưng mình thật sự không phải là vậy. Sự buộc tội của họ không có giá trị. Nếu là vậy, thì chuyện gì bạn phải tức giận họ? Khi bạn có thể nghĩ được như thế, đời sống sẽ dễ chịu và không có vấn đề. Và rồi không có gì xảy ra là sai lầm cả. Mọi thứ đều là pháp. Đó là cách tôi tu hành. Đi theo trung đạo. Đó là con đường ngắn nhất và trực diện nhất. Bạn có thể đến đây tranh cãi với tôi về giáo pháp, nhưng tôi không tham dự.
Thay vì cãi lại, tôi chỉ tặng cho bạn vài điều để suy ngẫm. Đức Phật dạy, hãy buông bỏ tất cả. Hãy buông bỏ với sự hiểu biết và tỉnh giác. Không có sự hiểu biết và tỉnh giác, sự buông bỏ đó không khác gì hơn sự buông bỏ của con trâu, con bò. Nếu bạn không đặt tâm trí vào đó, sự buông bỏ như thế là không đúng. Bạn buông bỏ vì bạn hiểu biết bản chất của thế gian. Đây là sự buông bỏ không dính mắc. Đức Phật dạy rằng, trong giai đoạn đầu trên đường tu hành, bạn cần phải phấn đấu hết sức, phát triển tới cùng và bám giữ rất nhiều. Bám vào Phật, bám vào Pháp, bám vào Tăng Đoàn, bám thật chặt. Đó là những gì Đức Phật dạy. Bám giữ với lòng thành tâm, kiên trì và bám thật chặt. Trong quá trình tìm kiếm của tôi đã thử gần hết mọi phương pháp thiền quán. Tôi hy sinh cả đời mình cho đạo, bởi vì tôi tin vào sự khai ngộ và pháp môn tu hành của mình. Những thứ này có thật như lời Phật dạy, nhưng để nhận ra chúng đòi hỏi sự tu hành đúng cách. Bạn phải thúc ép mình tới cùng. Sự huấn luyện cần đến lòng can đảm để nhìn vào chính mình và để thay đổi mọi thứ tận gốc rễ, can đảm để làm những gì cần phải làm và bằng cách nào, huấn luyện tâm. Những tư tưởng trong đầu bảo chúng ta đi một đàng, nhưng Đức Phật bảo chúng ta đi một ngã. Tại sao chúng ta cần phải huấn luyện? Bởi vì tâm hoàn toàn bị ô nhiễm và dẫy đầy phiền não. Đó là cái tâm chưa được quán chuyển qua sự huấn luyện. Nó không đáng tin cậy, cho nên đừng tin nó. Nó chưa có đức hạnh. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng một cái tâm thiếu tinh khiết và sáng suốt? Vì thế, Đức Phật bảo chúng ta đừng tin tưởng vào cái tâm quế trực. Ban đầu, tâm chỉ là tên lính thuê của phiền não. Nhưng nếu chúng hợp tác với nhau lâu dài, tâm sa đọa và tự nó trở thành phiền não. Đó là tại sao Đức Phật bảo chúng ta đừng tin vào tâm của mình. Nếu chúng ta xem xét kỹ những quy luật xuất gia tại đây, chúng ta sẽ thấy rằng chúng đều xoay quanh sự huấn luyện tâm. Và mỗi khi huấn luyện tâm, chúng ta cảm thấy nóng nảy và bực bội. Khi vừa cảm thấy nóng nảy và bực bội, chúng ta bắt đầu than vãn: trời ơi, tu kiểu này khó khăn quá, không thể làm nổi. Nhưng Đức Phật không nghĩ như thế. Ngài cho rằng khi sự huấn luyện tâm khiến cho chúng ta nóng nảy và bực bội, điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi đúng đường. Chúng ta không nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ rằng đây là dấu hiệu cho thấy có điều gì không đúng. Sự nhầm lẫn này là điều khiến cho sự tu hành có vẻ trần ai. Lúc ban đầu chúng ta cảm thấy nóng nảy và bực bội, cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi lạc hướng. Ai cũng muốn cảm thấy dễ chịu, nhưng họ ít khi xét lại xem điều đó là đúng hay sai. Dĩ nhiên, khi chúng ta đối trị phiền não và thách thức những ham muốn của mình, chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở. Chúng ta bực bội, tức giận và bỏ cuộc. Chúng ta nghĩ rằng mình đi lầm đường. Thế nhưng Đức Phật nói rằng chúng ta đi đúng đường. Chúng ta đang đối phó với những phiền não của mình, và chúng là cái đang nóng nảy và bực bội. Nhưng chúng ta lại nghĩ rằng mình là kẻ đang nóng nảy và bực bội. Đức Phật dạy rằng chính phiền não là cái bị khuấy động và bực bội. Ai cũng bị như vậy. Đó là lý do mà người ta cảm thấy sự tu hành rất khó nhọc. Người ta không xem xét sự việc rõ ràng. Thường thì họ lạc bất đạo, vì một trong hai thứ say mê dục lạc hay khổ hạnh ép sát. Họ bị kẹt trong hai thái cực này. Một mặt thì họ thích buông thả. Khi thích thứ gì thì họ làm thứ đó. Họ thích sống thoải mái. Họ thích nằm và thư giãn trong sự thoải mái. Bất kể làm gì, họ đều muốn làm điều đó trong sự thoải mái. Đây gọi là say đắm dục lạc, bám vào cảm giác thoải mái. Say đắm như thế thì làm sao có thể tu hành tiến bộ được. Còn nếu chúng ta không được phép theo đuổi sự thoải mái, dục lạc và cảm giác dễ chịu, chúng ta trở nên bức rứt. Chúng ta tức giận và đau khổ. Đây là tình trạng rời xa đạo vì sự khổ hạnh ép sát. Đây không phải là đường lối của bậc minh triết bình an. Đức Phật cảnh cáo rằng chúng ta không nên rơi vào hai con đường này: sự say đắm dục lạc và khổ hạnh. Khi cảm thấy hạnh phúc, chỉ việc biết nó với chánh niệm.
khi cảm thấy tức giận, thù ghét và bực bội, phải biết là bạn không đang đi con đường của Phật, bạn không đi con đường của kẻ tầm đạo, mà là con đường của người thế tục. Một hành giả bình an không đi vào những con đường đó. Ông bước thẳng xuống con đường ở giữa với sự say đắm dục lạc ở bên trái và sự khổ hạnh ép sát ở bên phải. Đây là sự tu hành đúng đắn. Nếu bạn muốn huấn luyện như thế, bạn phải đi theo trung đạo, không bị khuấy động bởi sự hạnh phúc hay khổ đau. Hãy đặt chúng xuống. Nhưng bạn có cảm giác là chúng đang đấm đá lung tung. Chúng đá bên này, ái da, rồi chúng đấm bên kia, ái da. Chúng ta cảm thấy mình giống như cái quả lắc trong chuông, bị đánh qua, đá lại từ bên này qua bên kia. Trung đạo là buông bỏ sự hạnh phúc và đau khổ, và tu hành đúng đắn là tu hành theo trung đạo. Khi sự ham muốn hạnh phúc đánh trúng chúng ta mà chúng ta không thỏa mãn nó, chúng ta cảm thấy đau khổ. Con đường trung đạo của Đức Phật thì đầy gian nan và thử thách. Chỉ có hai thái cực tốt và xấu. Nếu chúng ta tin vào những gì chúng nói, chúng ta phải làm theo lệnh của chúng. Khi chúng ta tức giận một người nào, chúng ta liền đi tìm một thứ gì để tấn công họ, không có sự nhẫn nại. Nếu chúng ta yêu thương người nào, chúng ta muốn vuốt ve họ từ đầu đến chân. Tôi nói có đúng không? Cả hai thứ này đều hoàn toàn lạc khỏi trung đạo. Đây không phải là giáo lý của Phật. Giáo lý của Ngài là để chúng ta tập buông bỏ những thứ này dần dần. Giáo lý của Ngài là con đường thoát khỏi luân hồi, sinh tử, vui buồn, thiện ác. Những ai ham muốn thế gian không nhìn thấy trung đạo, họ liên tục nhảy ngang qua phần giữa con đường. Họ cứ chạy tới chạy lui, nhưng họ không ở lại cái nơi không có sự hiện hữu và sinh tử. Họ không thích nơi đó, nên họ không ở lại đó. Hoặc là họ đi xuống, ra khỏi nhà và bị chó cắn, hay họ bay lên, để rồi bị chim kềnh kềnh mổ. Đây là sự hiện hữu. Loài người không nhìn thấy cái không sinh tử, tâm của con người không nhìn thấy nó, nên nó cứ nhảy ngang qua nó. Trung đạo mà Đức Phật đi vượt lên trên sự hiện hữu và tái sinh. Tâm vượt lên trên thiện ác là tâm đã được giải thoát. Đây là con đường của một bậc minh triết an nhiên tự tại. Nếu chúng ta không đi con đường này, chúng ta sẽ không bao giờ là một thánh nhân tự tại. Sự an nhiên tự tại này sẽ không bao giờ có cơ hội để trổ qua. Tại sao? Bởi có sự hiện hữu và tái sinh. Bởi vì có sự sinh diệt. Con đường của Đức Phật không có sinh và diệt, không có cao thấp, không có hạnh phúc và đau khổ, không có thiện ác. Đây là con đường trực chỉ. Đây là con đường của sự bình an và tĩnh lặng, xa lìa sự khoái lạc và đau khổ, hạnh phúc và phiền não. Đây là cách để tu hành. Kinh nghiệm điều này, tâm có thể dừng lại, nó có thể ngừng đặt câu hỏi, nó không còn cần tìm kiếm câu trả lời. Thấy không? Đó là lý do mà Đức Phật nói rằng đạo là một điều mà kẻ trí tự mình nhận biết, không cần hỏi ai khác. Chúng ta tự mình hiểu, không chút nghi ngờ, rằng sự việc thật sự đúng y như lời Phật dạy. Lục căn có thể mang đến cho chúng ta sự khoái lạc và mê đắm, nhưng chúng cũng có thể dẫn tới sự hiểu biết và trí huệ. Chúng ta quyết định tu hành theo Phật Pháp để mong đạt được tâm bình an. Nhưng sự bình an chân thật là gì? Sự bình an chân thật, Đức Phật nói, không ở đâu xa xôi, nó ở ngay bên trong chúng ta, chỉ là chúng ta không nhận ra nó mà thôi. Ai cũng mong tìm được sự bình an, nhưng chỉ thấy toàn là sự kích động và hỗn loạn. Họ không tin vào chính mình và chưa thỏa mãn với sự tu hành của mình. Nó tương tự như khi chúng ta rời khỏi nhà, đi hết nơi này đến nơi kia, nhưng chừng nào chúng ta chưa về lại nhà, chúng ta sẽ không thấy thỏa mãn. Chúng ta vẫn còn công việc để làm. Đó là bởi vì hành trình của chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta chưa đạt đến mục tiêu của mình. Ai cũng muốn được bình an. Khi tôi còn trẻ, tôi tìm kiếm nó khắp nơi, nhưng đến đâu tôi cũng không thỏa mãn. Tôi lang thang trong rừng, viếng thăm nhiều vị thầy, đi nghe nhiều buổi thuyết pháp
nhưng ở đâu tôi cũng không thấy thỏa mãn. Tại sao vậy? Chúng ta tìm kiếm sự bình an ở những nơi có rất ít cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, tin rằng sống yên tĩnh như thế sẽ dẫn tới sự mãn túc. Nhưng sự thật thì, nếu chúng ta sống quá yên lặng ở những nơi mà không có gì xảy ra cả, trí huệ làm sao có thể phát sinh? Chúng ta có cảm nhận được một điều gì không? Thử nghĩ đi, điều gì sẽ xảy ra nếu mắt không nhìn thấy cảnh sắc, mũi không ngửi được gì, lưỡi không nếm được vị nào, thân thể không có cảm xúc? Sống như thế là sống như một người đuôi và điếc, một người mà mũi và lưỡi đã sức mất và thân thể hoàn toàn tê liệt, còn có gì ở đó nữa không? Vậy mà nhiều người nghĩ rằng nếu họ đi đến một nơi không có gì xảy ra, họ sẽ tìm được sự bình an. Khi mới xuất gia, tôi ngồi thiền và cảm thấy nhiều tiếng động quấy nhiễu mình. Tôi nghĩ, làm sao để cho tâm được bình an đây? Thế là tôi lấy sáp ong nhét vào hai lỗ tai để tôi không thể nghe gì nữa. Tôi nghĩ rằng như thế là bình an rồi. Nhưng không, tất cả những tư tưởng và sự hỗn mang không đến từ lỗ tai. Chúng đến từ trong tâm của tôi. Đó mới là nơi để tìm kiếm sự bình an. Cho nên, dầu là ở đâu, bạn cũng không muốn làm điều gì cả, bởi vì bạn cho rằng những việc đó chỉ quấy nhiễu sự tu hành của bạn. Bạn không muốn quét sân hay làm những việc như vậy, bạn chỉ muốn ngồi yên và tìm sự bình an theo kiểu đó. Vị thầy yêu cầu bạn giúp đỡ trong công việc hàng ngày, nhưng bạn chỉ làm cho chiếu lệ, bởi vì bạn cho rằng đó là những chuyện bên ngoài. Một trong các đệ tử của tôi rất muốn buông bỏ và tìm sự bình an. Tôi từng giảng dạy về sự buông bỏ, nên anh ta nghĩ rằng bằng cách buông bỏ tất cả, anh sẽ được bình an. Ngay ngày đầu tiên đến đây, anh từ chối làm bất cứ công việc gì. Ngay cả khi gió thổi bay mất nửa cái mái chòi của mình, anh cũng không làm gì cả. Anh nói rằng đó chỉ là chuyện bên ngoài. Thế là anh không bận tâm sửa chữa nó. Khi nắng chiếu, anh dời qua. Khi mưa rơi, anh dời lại. Công việc duy nhất của anh là tìm kiếm sự bình an. Những việc khác không đáng để bận tâm. Một hôm tôi đi ngang qua chòi của anh, nhìn thấy mái nhà sụp đổ. Ủa, chòi của ai vậy? Tôi hỏi. Khi biết đó là chòi của anh ta, tôi mới nói chuyện với anh, giải thích nhiều việc. Chẳng hạn như bổn phận của tăng sĩ đối với chỗ trú ẩn của mình. Chúng ta phải có một nơi trú ẩn và chúng ta phải chăm sóc cho nó. Buông bỏ không phải giống như vậy. Nó không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm của mình. Đó là hành vi của một người ngu. Khi trời mưa, anh dời qua phía bên này cái chòi. Rồi khi trời nắng chói chang, anh dời trở lại phía bên kia. Tại sao vậy? Tại sao anh không quan tâm gì cả thế? Tôi giảng giải cho anh ta một hồi lâu. Khi tôi nói xong, anh ta nói: Ồ, tôi thật không hiểu. Lúc thì ngài dạy tôi buông bỏ, lúc thì ngài bảo tôi bám víu. Tôi không biết phải làm gì đây. Ngay cả khi mái nhà sụp đổ và tôi đã buông bỏ đến mức độ này, ngài vẫn cho rằng làm như thế là không đúng. Tôi thật không biết phải làm gì mới là đúng. Có những người như vậy đó, họ ngu đến như thế. Các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm đều là những thứ có thể giúp bạn phát sinh trí huệ nếu chúng ta hiểu biết bản chất của chúng. Nếu chúng ta không thực sự hiểu biết chúng ta phải từ chối chúng, nói rằng chúng ta không muốn thấy, muốn nghe, vân vân, bởi vì chúng quấy nhiễu chúng ta. Nếu chúng ta dứt tuyệt những điều này, thì chúng ta lấy gì để mà quán chiếu? Đây là tại sao chúng ta cần phải thu thúc lục căn. Kiềm thúc là giới. Có giới luật về sự kiềm thúc lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Những thứ này là giới luật, và chúng là sự thiền định của chúng ta. Hãy suy ngẫm câu chuyện sau đây về Xá Lợi Phất. Có một lần,
trước khi thọ giới tỳ kheo, ông nhìn thấy một vị sa môn đang đi khất thực và suy nghĩ. Vị tăng này rất khác thường, ông không đi quá nhanh hay quá chậm, áo choàng thì rất cũ, nhưng phong thái thì thu thúc. Xá Lợi Phất cảm thấy thích vị tăng đó, nên tiến đến gần, cung kính chào và hỏi: "Thưa ngài, ngài là ai?" "Tôi là một sa môn." "Thầy của ngài là ai vậy?" "Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy của tôi." "Đức Thích Ca Mâu Ni dạy điều gì thế?" "Ngài dạy rằng tất cả các pháp sinh khởi đều do nhân duyên. Khi chúng ngừng, đó là vì nhân duyên ngừng." Khi Xá Lợi Phất hỏi về Phật Pháp, vị sa môn cho ông một bài pháp ngắn về lý nhân quả. Các pháp sinh khởi bởi vì có nguyên nhân. Nhân đến trước và quả theo sau. Nếu muốn ngừng quả, nhân phải ngừng trước. Đó là tất cả những gì ông nói. Nhưng như thế là đủ đối với Xá Lợi Phất rồi. Đây là nguyên nhân cho sự phát sinh của pháp. Vào lúc đó, Xá Lợi Phất có đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Lục căn của ông đều nguyên vẹn. Nếu không có lục căn đó, liệu ông có đủ nhân duyên để trí huệ phát sinh không? Liệu ông có chứng ngộ được điều gì không? Nhưng đa số chúng ta sợ tiếp xúc, hoặc là chúng ta thích tiếp xúc, nhưng chúng ta không đạt được chút trí huệ nào từ đó cả. Thay vì vậy, chúng ta tiếp tục chạy theo lục căn, ham thích lục trần và chìm đắm trong đó. Lục căn có thể mang đến cho chúng ta sự khoái lạc và mê đắm, nhưng chúng cũng có thể dẫn tới sự hiểu biết và trí huệ. Cho nên, chúng ta nên sử dụng mọi thứ để tu tập, ngay cả những điều xấu. Khi chúng ta nói về sự tu hành, chúng ta không chỉ đề cập đến những điều thiện lành và tốt đẹp. Không phải vậy. Trong thế giới này, có thứ chúng ta thích, có thứ chúng ta không thích. Thường thì những gì chúng ta thích, chúng ta muốn có, ngay cả với những người xuất gia. Bất cứ vị tăng nào chúng ta không thích, chúng ta không muốn liên hệ với ông, chúng ta chỉ muốn tiếp xúc với những người mình thích. Thấy không? Đây là sự chọn lựa dựa vào sự ưa thích của chúng ta. Thường thì bất cứ những gì chúng ta không thích, chúng ta không muốn thấy hay biết đến chúng. Nhưng Đức Phật muốn chúng ta kinh nghiệm những điều này. Hãy nhìn vào thế gian và nhận biết nó rõ ràng. Nếu chúng ta không biết rõ bản chất của thế gian, chúng ta không đi đến đâu cả. Sống trong thế gian, chúng ta phải hiểu thế gian. Những thánh nhân khai ngộ trong quá khứ, bao gồm Đức Phật, đều sống với những thứ này. Họ sống trong thế giới này giữa những người vô minh và chứng ngộ chân lý ngay nơi đây, không nơi nào khác. Nhưng họ có trí huệ, họ đã kìm lục căn của họ. Kìm thúc không có nghĩa là chúng ta không thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm xúc hay suy nghĩ gì cả. Nếu hành giả không biết điều này, thì ngay khi họ vừa nhìn thấy hay nghe một điều gì, họ sẽ chạy như bay đi nơi khác, cho rằng làm như thế, trần cảnh sẽ mất dần lực lượng đối với họ, để rồi cuối cùng họ sẽ vượt lên khỏi nó. Nhưng họ sẽ không đi đâu cả, họ sẽ không vượt lên một thứ gì cả bằng cách đó. Nếu họ chạy đi nơi khác mà không hiểu bản chất của nó, thì sớm muộn rồi nó cũng sẽ quay lại và họ sẽ phải đối diện với nó lần nữa. Chẳng hạn, có những hành giả không bao giờ hài lòng, dầu họ ở tại tu viện, trong rừng hay trên núi. Họ đi lang thang, nhìn qua nhìn lại, cho rằng họ sẽ tìm thấy sự mãn túc bằng cách đó. Họ lên đến đỉnh núi và reo lên: "À, đây rồi, ta đã tìm được rồi." Họ sống bình an được vài ngày và rồi cảm thấy chán. Hay là mình thử ra bờ biển: "Ồ, ở đây mát mẻ, thoải mái quá. Chỗ này thích hợp với mình hơn." Sau một lúc họ lại chán. Chán rừng, chán núi, chán biển, chán hết mọi thứ.
Đây không phải là sự chán ngán thế gian theo đúng nghĩa, cái mà nhà Phật gọi là chánh kiến. Nó chỉ là sự buồn chán, một quan niệm sai lầm. Khi họ trở lại tu viện, bây giờ mình sẽ làm gì đây? Mình đã đi khắp nơi và trở lại chia tay không? Thế rồi họ quăng bỏ y bát vào hoàng tục. Tại sao họ hoàng tục? Bởi vì họ không hiểu ý nghĩa của sự tu hành. Họ không thấy còn có gì để làm nữa. Họ lên bắc xuống nam, lên núi xuống biển mà vẫn không liễu ngộ điều gì cả. Vậy là xong, họ chết. Đó là bởi vì họ cứ tìm cách trốn tránh mọi thứ, trí huệ không phát sinh. Sau đây là một thí dụ khác. Giả sử có một nhà sư quyết định chấp nhận thực tại thay vì trốn chạy. Ông tự lo cho mình, ông biết chính mình và những người khác. Ông không ngừng đối phó với những vấn đề. Giả sử ông là vị sư trụ trì. Một vị trụ trì phải đương đầu với hàng trăm công việc liên tục đòi hỏi sự chú ý của ông. Người ta không hỏi bạn điều này thì hỏi bạn điều kia, cho nên bạn phải luôn tỉnh táo, luôn cảnh giác. Trước khi bạn có thì giờ để chợp mắt ngủ, chúng đã đánh thức bạn với một vấn đề khác. Tình trạng này khiến bạn phải xem xét và hiểu biết sự việc. Bạn trở nên tinh xảo hơn đối với chính mình và những người khác trong nhiều phương diện. Sự tinh xảo này phát sinh từ sự tiếp cận, từ sự đương đầu và đối phó với sự việc, không phải từ sự lẩn tránh chúng. Chúng ta không trốn chạy vấn đề với thân thể của mình, nhưng chúng ta trốn chạy trong tâm bằng cách sử dụng trí huệ của mình. Chúng ta hiểu biết với trí huệ ngay tại đây, chúng ta không trốn chạy bất cứ một điều gì cả. Đây là nguồn gốc của trí huệ. Bạn phải làm việc, phải liên hệ với những thứ khác. Ví dụ, sống trong một tu viện lớn, chúng ta phải cùng làm việc để chăm sóc mọi thứ trong ngoài. Bạn có thể nói rằng tất cả những thứ này là phiền não. Sống với nhiều tăng ni và với nhiều người tại gia lui tới mỗi ngày có thể phát sinh nhiều phiền não. Nhưng chúng ta phải sống như thế để có thể phát triển trí huệ và từ bỏ vô minh. Chúng ta muốn gì chứ? Chúng ta sống là để xóa tan sự vô minh hay để tăng trưởng chúng? Chúng ta phải quán xét mỗi khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm tiếp xúc với trần cảnh, chúng ta phải bình tĩnh và cảnh giác. Khi sự đau khổ phát sinh, ai là người đau khổ? Tại sao sự đau khổ này phát sinh? Vị trụ trì một tu viện phải chăm sóc nhiều đệ tử, điều này có thể gây ra nhiều đau khổ. Nếu chúng ta sợ đau khổ và không muốn đối diện chúng, chúng ta đi đâu để tranh đấu với chúng? Nếu đau khổ phát sinh và chúng ta không biết, làm sao chúng ta đối phó với chúng? Thoát ly khổ đau có nghĩa là biết cách thoát khỏi khổ đau, chứ không có nghĩa là trốn chạy mỗi khi sự đau khổ phát sinh. Làm như thế chỉ mang sự đau khổ đi theo bạn mà thôi. Nếu bạn muốn nhận biết khổ đau, bạn phải nhìn vào tình trạng hiện tại. Vấn đề nảy sinh ở nơi nào thì phải được hóa giải ở ngay tại nơi đó. Nơi nào có khổ đau, nơi đó phát sinh sự chấm dứt khổ đau. Khổ đau phải chấm dứt tại nơi nó phát sinh. Bạn phải giải quyết vấn đề tại nơi đó. Kẻ trốn tránh khổ đau vì sợ hãi là kẻ khờ dại nhất thế gian. Họ chỉ làm cho sự vô minh của mình sâu dày thêm mà thôi. Đau khổ là chân lý đầu tiên của Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế bao gồm chân lý về sự khổ, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường để diệt khổ. Đừng xem sự đau khổ như là một điều gì ghê tởm xấu xa. Trốn tránh khổ đau là không tu hành theo chánh pháp. Đức Phật dạy chúng ta cách trốn tránh có trí huệ. Chẳng hạn, giả sử bạn đạp một cái gai và cảm thấy rất đau. Bạn sờ quanh chỗ đau nhưng không tìm thấy gì, nên bạn nhún vai và bước đi tiếp. Một lúc sau, bạn lại đạp lên một thứ gì khác
và lại cảm thấy đau, điều này cứ lặp lại mãi. Nguyên nhân của sự đau đó là gì? Đó là cái gai mắc kẹt trong bàn chân bạn. Sự đau đớn này luôn kề cận một bên. Mỗi khi sự đau đớn phát sinh, bạn nhìn lại bàn chân và sờ quanh một chút.